Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 161. Nam Cung Lệnh Nghi cũng không khách sáo nữa, được, cảm ơn sư đệ. Sau đó Ngô Bình đến phòng vận chuyển, dùng gói hàng ban nãy để gói đồ và gửi lại. Lúc này anh mới biết muốn gửi vật phẩm đi phải trả một khoản phí rất lớn, ví dụ như lần này, để gửi đan dược đi, anh đã mất 3.000 tiền tiên. Chẳng bao lâu sau, Nam Cung Lệnh Nghi đã viết trên truyền thư rằng cô ấy nhận được hàng rồi. Sau khi luyện đan suốt đêm, Ngô Bình khá mệt nên đã trở về nghỉ ngơi. Anh ngủ suốt nửa ngày, đến lúc mở mắt đã quá nửa đêm. Anh lẩm bẩm, còn 5 ngày nữa mới đến hội đan Cửu Dương, chỉ bằng về Thái Chân Môn một chuyến trước đã. Thế là anh nói một tiếng với Hồ Linh Tông rồi rời khỏi Cửu Dương cảnh, trở về Thái Chân Môn. Lần sau đến đây, anh sẽ không cần đi con đường này nữa, có thể dùng pháp khí mà Ngạo Thế Đan Tông cho anh để trực tiếp mở một con đường vào Cửu Dương cảnh. Ra khỏi Cửu Dương cảnh, anh liên lạc với Liễu Tam Tương trước. Liễu Tam Tương thuê một căn nhà ở gần đây, ngày nào cũng ở nhà, hiếm khi ra ngoài. Gặp lại Ngô Bình, đôi mắt Liễu Tam Tương sáng rỡ, công tử đã bước vào bí anh cảnh rồi ư. Ngô Bình gật đầu, ông Liễu, chuyện chúng ta tái sinh đã có thông tin gì chưa? Liễu Tam Tương khẽ gật, về cơ bản đã xong xuôi rồi. Tôi sẽ tìm cơ hội đưa công tử đi xem thân phận của chúng ta sau khi tái sinh. Ngô Bình bảo, ừ, chờ xử lý xong mọi việc, tôi đúng là phải đi xem thử. Liễu Tam Tương lấy ra một ít thức ăn đã nấu chín, hâm nóng một bình rượu rồi nói, công tử, tôi cần thương lượng chuyện này với cậu. Ngô Bình uống một hơi cạn sạch rượu, chuyện gì vậy? Liễu Tam Tương đáp, tôi có một đứa con gái, năm nay 21 tuổi rồi. Xinh đẹp như hoa vậy. Ngay cả con bé cũng không biết thân phận của chính mình, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Có điều con bé rất cố gắng, thi đỗ vào một trường đại học tốt nhất ở thế tục. Hiện nay con bé vẫn đang đi học, có điều gần đây nó gặp phải một chút rắc rối. Ngô Bình nói, ông Liễu, khá đấy nhé, từng tuổi này mà vẫn còn một cô con gái đôi mươi. Liễu Tam Tương khẽ thở dài, đó là một mối tình của tôi ở thế tục. Không ngờ lại khai hoa kết quả, có đứa con gái này. Ngô Bình hỏi, ông muốn tôi làm gì? Liễu Tam Tương đáp, tôi mong lần sau công tử trở về vũ trụ chính, có thể giúp con gái tôi cải thiện cuộc sống, thuận tiện chữa bệnh giúp mẹ con bé. Nếu còn không chữa trị nữa, e rằng bà ấy khó qua khỏi năm nay. Ngô Bình gật đầu, chuyện này đơn giản thôi, cứ giao cho tôi. Đến lúc ấy, ông cho tôi biết tên và địa chỉ của con gái ông là được. Liễu Tam Tương cười nói, cảm ơn công tử nhiều lắm. Lần này công tử ngưng tụ bí anh, khi đến vũ trụ chính sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tu vi không còn bị áp chế quá nhiều nữa. Ngô Bình hỏi, ông Liễu, trước đó ông bảo tu vi hiện tại của tôi càng cao, hiệu quả sau khi tái sinh sẽ càng tốt. Vậy ông cảm thấy tôi nên tu luyện đến bước nào mới phù hợp? Liễu Tam Tương đáp, trung kỳ cảnh giới thần thông là tốt nhất. Những giai đoạn sau liên quan đến trật tự đại đạo, tốt nhất là nên tu luyện nghiêm chỉnh ở vũ trụ chính. Liễu Tam Tương nói, công tử, thật ra thân phận hiện nay của cậu đã là rất tốt rồi. Thầy luyện đan của Ngạo Thế Đan Tông đấy, có biết bao người muốn nịnh nọt cậu. Tôi nghĩ cậu nên đặt nền móng thật vững chắc ở đây trước đã. Chờ đến khi người nhà công tử đến đây, đám người ấy đều sẽ vô cùng tôn kính họ. Ngô Bình cảm thấy lời nói của Liễu Tam Tương rất có lý. Anh bảo, đúng vậy, tôi có thể mua một số sản nghiệp. Liễu Tam Tương nói tiếp, trong khoảng thời gian qua, tôi đã nghe ngóng tình hình xung quanh. Ở vùng đất này có một người thân phận rất khác biệt, ai cũng phải nể mặt người này. Xuất thân của người này khá phi phàm, mẹ là người địa phương, bố là tu sĩ của vũ trụ chính. Hiện nay người này cũng có tu vi trung kỳ thần thông, tên là Trần Thánh Uy. Chỉ cần nhận được sự kính nể của người này, sau này làm gì ở đây cũng sẽ rất thuận lợi. Ngô Bình bảo, đó là tu sĩ thần thông, rất khó kính nể một tu sĩ bí cảnh như tôi nhỉ. Liễu Tam Tương đáp, chuyện này dễ thôi. Một, công tử là thầy luyện đan đến từ Ngạo Thế Đan Tông của vũ trụ chính. Hai, tôi có thể âm thầm ra tay vài lần, để người đó biết sau lưng công tử có cao thủ bảo vệ. Cuối cùng, công tử chỉ cần luyện chế vài lò đan dược. Bảo đảm người này sẽ nịnh nọt cậu ngay.
Ngô Bình gật đầu, tôi quả thật cần một người như vậy. Nếu tôi có mặt thì dễ rồi, không ai dám ức hiếp người nhà và bạn bè tôi cả. Nhưng khi tôi vắng mặt thì phải cậy nhờ người này. Liễu Tam Tương nói, chúng ta chỉ làm công tác chuẩn bị trước mà thôi. Người nhà của công tử, thực lực trong tương lai chắc chắn cũng không yếu kém, đủ sức bảo vệ chính mình. Nhưng với kinh nghiệm của tôi, vẫn nên tính thêm nhiều đường khác sẽ tốt hơn. Ngô Bình bảo, ừ, ông Liễu à, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp Trần Thánh Huy. Liễu Tam Tương vội xua tay, công tử không thể chủ động đến gặp, phải để người này chủ động tìm gặp cậu. Ngô Bình hỏi, ông có cách gì sao? Liễu Tam Tương nói, tu vi của Trần Thánh Huy đã tiến vào giai đoạn, cổ trai, vẫn luôn chờ đến lúc đột phá. Bây giờ người này đang ở tầng 2 thần thông, công tử có thể luyện chế một loại đan dược mà người này cần đến mà vẫn chưa có được. Ngô Bình nghĩ ngợi, tầng 2 thần thông nên dùng đan dược gì nhỉ? Liễu Tam Tương lấy ra một đơn thuốc, tôi đã nghe ngóng rồi. Trần Thánh Huy vẫn luôn tìm người luyện chế đan này, nhưng chẳng ai thành công cả. Ngô Bình cầm đơn lên xem, nhận thấy đây là đan dược cấp 8, độ khó luyện chế rất cao. Liễu Tam Tương hỏi, công tử có thể luyện chế không? Ngô Bình nói, có thể thử. Dược liệu mà đan này dùng đến đều là dược liệu lấy từ vũ trụ chính. Thật trùng hợp, gần đây anh tích trữ rất nhiều thuốc, trong tay có đủ cả. Liễu Tam Tương cất lời, vậy công tử luyện chế trước nhé. Sau khi luyện thành, tôi sẽ loan tin này, Trần Thánh Huy kia chắc chắn sẽ tìm gặp cậu. Ngô Bình có thời gian 5 ngày nên không vội trở về ngay, bèn đáp được, nghe theo ông. Uống rượu xong, Liễu Tam Tương cùng Ngô Bình đến một số hiệu thuốc gần đó, cố tình lộ mặt, mua một số dược liệu, đồng thời tiết lộ thông tin Ngô Bình là đan sư tử đỉnh của Ngạo Thế Đan Tông qua những cuộc đối thoại hữu ý vô tình. Ngay lập tức, cả thành phố đều chấn động, hầu hết người ở đây đều biết danh tiếng của Ngạo Thế Đan Tông, hơn nữa, đấy còn là đệ tử tử đỉnh, còn là thầy luyện đan của vũ trụ chính. Đây thật sự là cơ hội trăm năm khó gặp. Thế là khi Ngô Bình và Liễu Tam Tương trở về, người trong thành đều dốc toàn lực để tìm ra Ngô Bình đang ở đâu. Dù sao thì ai mà chẳng muốn gặp đan sư tử đỉnh một lần kia chứ. Về đến nhà, Ngô Bình lập tức bắt tay vào luyện đan. Tuy đây là đan dược cấp 8, nhưng cũng chẳng phải anh chưa từng luyện qua, cộng thêm dược liệu và lò đan trong tay, quá trình luyện chế không quá khó khăn. Chưa đầy một giờ, anh đã luyện ra lò đầu tiên, đan thượng phẩm, được 3 viên đan dược. Đan này tên là Liệt Thần Đan, là đan dược quý hiếm không thể mua được trên thị trường. Ngô Bình lấy một viên đan dược ra rồi uống vào để cảm nhận hiệu quả. Một lát sau, anh bắt đầu luyện chế lò thứ hai. Tiến thêm một bước hoàn thiện Liệt Thần Đan. Tiếp đó, anh luyện lò Liệt Thần Đan thứ hai, quả nhiên chất lượng được nâng lên rõ rệt, đan cực phẩm, hơn nữa, mỗi lò được 4 viên. Đan dược vừa được luyện thành thì đã có giọng nói từ bên ngoài truyền vào, xin hỏi đan sư tử đình có nhà không? Tôi là Trần Thánh Huy, đến xin được gặp. Thế là Liễu Tam Tương ra mở cửa, vừa mở cửa ra là ông ta liền lạnh lùng quan sát Trần Thánh Huy một lượt. Tên Trần Thánh Huy này là tu sĩ cảnh giới thần thông, vậy mà vẫn thấy ớn lạnh khi bị ông ta nhìn. Anh ta liền chắp tay, hỏi tiền bối, tôi là Trần Thánh Huy, đến đây để xin gặp đan sư tử đình, không biết đan sư có nhà không? Liễu Tam Tương lạnh lùng đáp, công tử nhà tôi là người mà ai cũng có thể gặp sao? Trần Thánh Huy vội nói, tiền bối, tôi thật lòng đến thăm hỏi, xin hãy cho tôi cơ hội. Anh ta vừa nói vừa lấy ra một túi chứa đồ nhét vào tay của Liễu Tam Tương. Trong túi có tới 200 vạn tiền tiên, không phải là con số nhỏ. Liễu Tam Tương liếc nhìn túi tiền rồi bình thản nói, đợi đó, để tôi đi hỏi công tử nhà tôi. Vài phút sau, Liễu Tam Tương bước ra, nói, cậu đi theo tôi, những người khác ở bên ngoài chờ. Trần Thánh Huy vội đi theo Liễu Tam Tương đến sảnh lớn. Lúc này Ngô Bình đang ngồi ở đó, khắp nơi trong sảnh đều ngập mùi đan dược. Liễu Tam Tương nói, công tử, có Trần Thánh Huy ở đây xin gặp. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, tìm tôi có việc gì không? Trần Thánh Huy vội cung kính hành lễ, chào đan sư. Tôi đến có việc cần nhờ. Muốn tôi giúp anh luyện đan sao? Xin lỗi, tôi bận lắm, không có thời gian.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Thánh Uy vội nói, đúng là tôi muốn mời đan sư. Nhưng tôi sẽ không để anh làm không công đâu, nếu luyện được loại đan này, tôi bằng lòng trả 5.000 vạn tiền tiên, xem như tiền công. Ngô Bình vừa nghe, được đấy, tiền công thôi mà đã 5.000 vạn, đúng là giàu có, xem ra tên Trần Thánh Uy này là người khá giả ở đây, giàu hơn nhiều so với Hải Tiên Tông lũng loạn con đường Cửu Dương đó. Anh ừ một tiếng rồi nói, anh tên Trần Thánh Uy, thuộc tông môn nào? Trần Thánh Uy, bố tôi là trưởng lão của Thái Ất Môn của Vũ Trụ Chính. Ngô Bình đã từng nghe nhắc đến Thái Ất Môn mấy lần khi còn ở Ngạo Thế Đan Tông, đấy là một thế lực còn mạnh hơn cả thế lực của Ngạo Thế Đan Tông. Không ngờ Trần Thánh Uy lại có chỗ dựa lớn đến thế. Anh gật đầu, thì ra là công tử của trưởng lão Thái Ất Môn, vinh hạnh được gặp. Trần Thánh Uy, không dám, là tôi cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ngô Bình hỏi, anh muốn luyện đan dược gì? Có phương pháp không? Trần Thánh Uy có, mời anh xem thử, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn dược liệu rồi. Ngô Bình cầm lấy đơn và nhìn sơ, quả nhiên không khác mấy với đơn Liễu Tam Tương đưa. Ngoài ra anh ta cũng đã chuẩn bị khá nhiều dược liệu, với số dược liệu này, ít nhất anh cũng luyện được 5 lò liệt thần đan và còn dư nữa. Đương nhiên anh không khách sáo, nhận lấy tất cả dược liệu rồi nói, được. Để tôi giúp chuyện này cho. Trần Thánh Uy vui mừng, vậy thì nhờ cả vào thầy rồi. Trần Thánh Uy nói thêm vài câu, biết được tên của Ngô Bình rồi nhanh chóng chào tạm biệt, đan sư Ngô, lát nữa tôi lại đến. Liễu Tam Tương tiễn anh ta ra về, khi đoàn người đã đi xa, một tùy tùng hỏi, công tử, có tin người này được không? Trần Thánh Uy cười khẩy, anh thì biết gì, người đó có huy chương tử đỉnh, thứ đó không làm giả được đâu. Anh ta đúng thật là đệ tử Tử Mi, mặc dù chỉ là nhất đỉnh nhưng kỹ thuật luyện đan tương đương ngũ đỉnh. Anh biết cả Ngạo Thế Đan Tông chỉ có được mấy đan sư ngũ đỉnh không? Người đó vội nói, công tử thật có mắt nhìn, vậy chúng ta về đợi tin thôi. Trần Thánh Uy cười khẩy, đan dược quan trọng như vậy sao tôi đi đâu được, tôi phải chờ ở gần đây. Trong nhà, Ngô Bình thấy có nhiều dược liệu vậy thì dứt khoát luyện 2 lò. Lò thứ nhất được 4 viên đan dược, đều là đan cực phẩm, lò thứ hai đã thăng hoa, được 3 viên, đan tuyệt phẩm. Anh luyện đan xong thì giao 2 viên đan dược thượng phẩm còn lại cho Liễu Tam Tương, nói, lát nữa đưa cho anh ta. Liễu Tam Tương nói, giao đan dược thượng phẩm cho anh ta là hời cho anh ta rồi. Ngô Bình, hết cách, loại tệ nhất cũng đã là thượng phẩm rồi. Thật ra đan dược trung phẩm cũng đã thỏa mãn được nhu cầu của anh ta rồi. Liễu Tam Tương rất kiên nhẫn, nửa tiếng đồng hồ sau ông ta mới mở cửa. Tên Trần Thánh Uy đó đang đứng chờ ở cách đó không xa, vội vã chạy đến hỏi, Liễu tiền bối, không biết đã luyện được đan dược chưa vậy? Liễu Tam Tương cười, nói, trùng hợp thật, tôi đang định đến thông báo cho cậu đây. Trần Thánh Uy vui mừng, thành công rồi sao? Tốt quá rồi. Anh ta quay lại phòng khách thì thấy có một bình đan dược đặt trên bàn. Anh ta vừa vào thì Ngô Bình đã chỉ vào bình và nói, xem thử đi. Trần Thánh Uy mở bình ra xem rồi vui mừng, thốt lên, thượng phẩm. Ngô Bình, tôi đã phải tốn không ít tâm sức để có được đan thượng phẩm thế này đấy, anh Trần có hài lòng không? Trần Thánh Uy vội chắp tay, hài lòng, rất hài lòng, cảm ơn đan sư Ngô. Sau đó anh ta vui vẻ lấy ra 50 triệu tiền tiên. Thật ra... Hai viên đan dược này không đáng 5.000 vạn tiền tiên, nhưng Trần Thánh Uy lại rất cần nó nên có hét giá bao nhiêu cũng chẳng cao. Ngô Bình đã tiếp xúc bước đầu với Trần Thánh Uy, anh không định sẽ ở lại nên nói, anh Trần, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, tôi còn có việc, xin tạm biệt, hẹn hôm khác lại đến thăm. Trần Thánh Uy còn muốn ở lại thêm vài ngày nên cảm thấy rất tiếc nuối, nói, nếu anh Ngô có việc gấp thì tôi cũng không cố giữ nữa, lần sau anh Ngô đến. Nhất định phải đến tìm tôi nhé. Sau khi chào tạm biệt Trần Thánh Uy, Ngô Bình và Liễu Tam Tương quay về Thái Chân Môn. Vườn thuốc có vẻ như vẫn vậy, chó đen vẫn nằm đó, Băng Ngọc thì quét sân, chốc chốc lại nói chuyện vài câu với Hắc Tướng. Ngô Bình và Liễu Tam Tương bước vào, Hắc Tướng liền biến thành hình người, chạy nhanh qua, nói, chủ nhân, anh về rồi à?
Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi, mọi người gần đây khỏe không? Băng Ngọc cười, đáp công tử, mọi thứ đều ổn. Ngô Bình, lát nữa tôi phải đến động Thái Chân, nếu có người đến tìm tôi thì mọi người cứ nói với ông ấy một tiếng. Thời gian cấp bách, anh cũng không đến gặp trưởng môn và sư phụ mà đến động Thái Chân trước. Lần trước anh vào được tầng thứ 6 của động Thái Chân, đạt được cảnh giới bí ẩn giữa bí cảnh tầng 7 và tầng 8. Vốn dĩ anh định vào tầng 7 của động Thái Chân, kết quả Uyển Nhi nói với anh phải có tu vi cảnh giới bí anh mới vào được, thế là mãi đến giờ anh mới đến lại động Thái Chân. Anh nhanh chóng đến tầng 6 của động Thái Chân, giọng của Uyển Nhi lại vang lên, công tử, chúc mừng người đã quay về, công tử đã là tu sĩ cảnh giới bí anh, có thể đến tầng 7 rồi. Ngô Bình, Uyển Nhi, tầng 7 có gì? Uyển Nhi, tầng 7 có một báu vật là chân hư đỉnh, còn có bí pháp vô thượng tu luyện bí thần tên là Chí Tôn Thần Pháp. Mắt Ngô Bình sáng lên, anh nói, tôi nhớ cô từng nói Thái Chân Đại Đế vào đến tầng 7 rồi, ông ấy từng tu luyện Chí Tôn Thần Pháp chưa? Uyển Nhi, chưa, trước đây căn cơ của ông ấy yếu hơn một chút nên chưa từng luyện Chí Tôn Thần Pháp này. Ngô Bình gật đầu, mục đích anh đến lần này là vì Chí Tôn Thần Pháp. Có được nó thì anh sẽ có thể tu luyện bí anh thành bí thần mạnh mẽ, không chừng anh còn có thể ngưng tụ được Chí Tôn bí thần. Những bảo bối mà Ngô Bình có được trước đây đều có giá trị rất cao, thế nên anh hỏi thăm về chân hư đỉnh. Uyển Nhi, chân hư đỉnh dùng để làm gì? Uyển Nhi, đỉnh này có thể biến hư thành thật, giấu thật vào trong ảo. Ngô Bình giật mình, hóa hư thành thật sao? Vậy chẳng phải nó có thể biến tất cả những gì đang nghĩ đến trong đầu thành thật sao? Uyển Nhi, không sai, chỉ cần năng lực của anh đủ mạnh thì sẽ có thể dùng nó tạo ra tất cả những thứ mà anh có thể tưởng tượng ra trong đầu. Ngô Bình, bùa chú và pháp khí cũng được sao? Uyển Nhi, thiên địa vạn vật đều có thể tạo ra. Có điều quá trình biến hư thành thật sẽ tiêu tốn năng lượng cực kỳ lớn. Thứ được tạo ra càng cao cấp thì năng lượng tiêu hao cũng càng nhiều. Ngô Bình, năng lượng tiêu hao là gì? Linh thạch của vũ trụ chính hoặc tiền tiên. Ngô Bình cười, nói, đấy là một bảo bối hiếm có, vậy còn giấu thật vào trong hư là gì? Uyển Nhi, giấu thật vào trong hư tức là biến vật thật thành vật ảo rồi giấu vào trong đỉnh. Chỉ cần thực lực của anh đủ mạnh thì chiếc đỉnh này có thể giấu được cả sông núi Nhật Nguyệt, chứa được cả thiên địa càn khôn. Ngô Bình như nghĩ ra được gì đó. Nói vậy thì chân hư đỉnh có khả năng chuyển hóa thật hư thần kỳ rồi. Uyển Nhi nói, đúng vậy, khi tu vi của anh đủ mạnh và anh hiểu hết được chân hư đỉnh thì sẽ có thể lợi dụng nó để chuyển hóa hư thật. Bao gồm cả sinh linh sao? Anh hỏi. Thiên địa vạn vật đều có thể chuyển hóa. Ngô Bình, tuyệt quá, Uyển Nhi, vậy tầng thứ 8 là gì? Anh cực kỳ quan tâm đến tầng thứ 8 của Thái Chân Động. Dù gì thì đó cũng là tầng mà đến cả Thái Chân Đại Đế cũng chưa từng đạt được. Uyển Nhi, tu vi của anh cần phải đạt đến cảnh giới thần thông thì mới vào được. Ngô Bình, vậy thì vào tầng 7 thôi. Uyển Nhi, bài kiểm tra của tầng 7 là gì? Bài kiểm tra của cửa ải này là ngộ nhanh 3 vấn đề. Dùng trí tuệ trả lời 3 câu đố cổ, trả lời đúng thì sẽ vượt qua được bài kiểm tra. Ngô Bình chau mày. Anh không giỏi giải câu đố, cũng không biết có qua được ải này hay không nữa. Vậy bắt đầu đi, anh nói. Trước mặt anh nhanh chóng xuất hiện một tấm bia đồng, trên tấm bia có một câu đố, đại khái là, thời cổ đại có một loại thú dữ, mỗi khi nó bị thương thì cơ thể sẽ ghi lại nỗi đau đó, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn và miễn dịch với loại vết thương đó. Ngày đó thú dữ đã ăn thịt mấy trăm vạn người vô tội, người dân bị nó làm hại rất nhiều. Có một anh hùng tên Hữu Dịch đã đứng ra, anh ta đã mất hết 3 năm để tạo ra một thanh kiếm khổng lồ, sau đó tìm thú dữ quyết đấu. Anh ta chém lên người thú dữ nhát đầu tiên, thú không hề hấn gì, còn anh ta thì lại bị trọng thương. Hữu Dịch không lùi bước mà tiếp tục chém tiếp nhát thứ 2, nhát thứ 3, tổng cộng chém 9 nhát. Đến nhát kiếm thứ 9, bỗng dưng thú dữ kêu lên đau đớn, cơ thể của nó phát ra ánh sáng. Dường như có vô số cao thủ đang ra đòn chí mạng trong cơ thể nó, thế là Hữu Dịch đã thành công giết được thú dữ, trở thành đại anh hùng của thời cổ đại. Câu chuyện này được lưu truyền mãi, nhưng từ xưa đến nay chưa có ai hiểu được Hữu Dịch đã giết thú dữ bằng cách nào. Cuối cùng,
Câu hỏi được bia đồng đưa ra cần người đứng trước nó cho đáp án, giải thích được câu đố này. Ngô Bình xem câu hỏi xong thì chẳng hiểu gì. Nếu như thú dữ có thể chịu được mọi kiểu tấn công thì chắc chắn cũng bao gồm cả đao kiếm, vậy thì tại sao hữu dịch lại có thể giết được thú dữ chứ? Làm năng lượng trong cơ thể thú dữ phát nổ sao? Hay là trên kiếm có độc? Ngô Bình biết, nếu câu hỏi dễ trả lời như vậy thì câu hỏi đầu này đã không xuất hiện trên tấm bia đồng rồi. Anh suy ngẫm vài phút rồi hỏi Uyển Nhi, câu hỏi này được trả lời mấy lần? Uyển Nhi, chỉ có một lần. Ngô Bình, có gợi ý không? Không. Ngô Bình thở dài, không có gợi ý thì khó đoán rồi. Ngô Bình vắt óc suy nghĩ hết hơn một tiếng đồng hồ thì hiểu ra chỗ khó của câu hỏi này nằm ở chỗ chân tướng có đến mấy khả năng nhưng lại chỉ có một cơ hội trả lời. Nhưng anh lại không thể dự đoán được tương lai, vì vậy anh cũng không biết đáp án nào đúng. Anh hiểu được điểm này thì dứt khoát không nghĩ thêm nhiều nữa, đáp án là hữu dịch là do thú dữ biến thành, còn thú dữ bị giết chết chỉ là kẻ thế mạng. Uyển Nhi im lặng vài giây rồi hỏi, sao công tử lại đưa ra đáp án như thế? Ngô Bình bình thản đáp, tôi nói đại thôi, dù gì thì khả năng trả lời đúng rất thấp, nói đáp án nào cũng vậy cả thôi. Uyển Nhi, chúc mừng công tử trả lời đúng. Ngô Bình ngây ra, tôi trả lời đúng rồi sao? Uyển Nhi cười, đáp thật ra câu hỏi này đang thử vận may của công tử, nếu không may mắn thì công tử sẽ trả lời sai. Nếu công tử đủ may mắn thì nhất định sẽ trả lời đúng. Ngô Bình rất bất ngờ, không ngờ lại thử vận may. Anh vừa dứt lời thì tấm bia bạc lại xuất hiện trước mặt. Không ngờ trên đó lại là một câu hỏi số học không gian vô cùng phức tạp, đến đầu óc của Ngô Bình cũng không hiểu nổi. Không nhầm đấy chứ, tôi đâu có phải là nhà toán học. Ngô Bình ngây ra, phàn nàn với Uyển Nhi. Uyển Nhi, công tử xem kỹ đi, nói không chừng có thể tìm ra đáp án. Ngô Bình hết cách. Chỉ có thể bình tâm, cẩn thận quan sát. Anh suy ngẫm hết hơn nửa tiếng, không ngờ anh đã đại khái hiểu được ý của câu hỏi. Nhưng hiểu thì hiểu chứ bảo anh giải đố thì thật sự quá khó. Nhưng không giải được cũng không sao, anh vung tay phải, trước mặt liền xuất hiện làn khói chín màu, sau đó khói tạo ra một không gian. Không gian bắt đầu méo mó và biến hóa theo yêu cầu của câu hỏi, dần dần hình thành một lớp không gian. Hai lớp không gian rồi cứ thể biến ra 9 lớp không gian. Sau đó, anh dùng phép nhìn thấu vạn vật quan sát và ghi chép lại kích thước của 9 lớp không gian. Không bao lâu, mắt anh sáng lên, anh lập tức đưa ra đáp án. Uyển Nhi, chúc mừng công tử đã trả lời đúng câu thứ hai. Ngô Bình hơi đắc ý, hỏi Uyển Nhi, rõ ràng bảo tôi giải câu đố, sao lại thành ra giải câu hỏi số học không gian thế này? Uyển Nhi, câu hỏi này không có phương pháp giải logic, chỉ có thể mô phỏng không gian nhiều tầng thật sự, sau đó tiến hành đo đạc. Vì vậy điều mà câu hỏi này thật sự muốn hướng đến là khả năng xây dựng không gian của công tử. Ngô Bình, loại năng lực này rất quan trọng sao? Đúng vậy, Uyển Nhi, nếu không có năng lực xây dựng không gian mạnh, sau này sẽ không thể tạo ra được không gian linh đài lớn mạnh. Ngô Bình, Anh dứt lời thì tấm bia vàng đã xuất hiện, câu hỏi trên bia vàng khá ngắn, chỉ có một câu, anh có thể sống đến bao nhiêu tuổi? Ngô Bình tròn mắt, cái này là câu đố gì thế? Tự đoán tuổi thọ của tôi sao? Uyển Nhi, công tử có thể tự đoán. Ngô Bình, nhưng vấn đề là dù cho tôi có nói ra đáp án thì sao cô có thể biết được tôi nói đúng hay không? Uyển Nhi cười, nói, đấy là chuyện của Uyển Nhi. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, tuổi thọ của tôi không thể nào đo bằng năm tháng, lúc vũ trụ chính bị hủy diệt thì tôi vẫn còn tồn tại. Nếu đã không thể nói chính xác vậy thì cứ chém gió thôi, dù gì cũng là nói bừa. Uyển Nhi, chúc mừng công tử đã trả lời đúng. Ngô Bình giật mình, gì cơ? Đúng rồi sao? Uyển Nhi, lúc công tử trả lời câu hỏi này, bia có cảm ứng với vũ trụ. Đồng thời phán đoán một lời nói của công tử có thể thay đổi vũ trụ được bao nhiêu thông qua sự thay đổi của vũ trụ. Cho nên thật ra câu hỏi thứ ba là đang khảo nghiệm vòng đời của công tử, có ảnh hưởng thế nào với sự thay đổi của cả vũ trụ. Ngô Bình hỏi, ảnh hưởng thế nào? Uyển Nhi, công tử, Uyển Nhi không thể trả lời. Chúc mừng công tử hoàn thành bài kiểm tra cấp thứ 7, hãy nhận phần thưởng.
Ngay sau đó một thông tin nhảy lên trong ý thức của Ngô Bình, chính là thần pháp Chí Tôn. Sau đó một cái đỉnh nhỏ lớn bằng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay Ngô Bình. Ngô Bình không kịp quan sát kỹ đã lập tức cất đỉnh chân hư này vào. Uyển Nhi, công tử, có duyên gặp lại. Cô ấy vừa dứt lời, Ngô Bình bị một luồng sức mạnh đẩy ra, quay về lại bên ngoài động thái chân. Anh vừa ra ngoài thì phát hiện Tả Thiên Thu và Mạc Thiên Sầu đang đợi anh. Nhìn thấy anh, Tả Thiên Thu cười nói, Huyền Bình, lần này con có thu hoạch gì không? Ngô Bình cong môi cười nói, Sư Tôn, đệ tử lại tăng thêm một cấp. Tả Thiên Thu và Mạc Thiên Sầu nhìn nhau cười, Mạc Thiên Sầu nói, Huyền Bình, bọn ta không nhìn lầm cậu, trên người cậu có vận khí, sau này chắc chắn có thể bảo vệ được cho Thái Chân Môn. Ngô Bình biết quy tắc ở đây. Lập tức lấy bảo bối cấp thứ 5 mặt nạ thiên sát ra. Mạc Thiên Sầu lại xua tay, Huyền Bình, cho dù cậu lấy được thứ gì trong đó cũng đều thuộc về cậu, Thái Chân Môn không bao giờ thu hồi. Ngô Bình cười nói, trưởng môn, như thế không ổn đâu nhỉ. Mạc Thiên Sầu, Huyền Bình, khoảng thời gian trước cậu ra ngoài là đến Cửu Dương Cảnh phải không? Ngô Bình gật đầu, vâng thưa trưởng môn, tôi đã gia nhập vào Ngạo Thế Đan Tông ở Cửu Dương Cảnh. Trở thành đan sư tử đỉnh. Hai người Tả Thiên Thu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đan sư tử đỉnh. Ngô Bình, nhưng vẫn là nhất đỉnh. Tả Thiên Thu bật cười, chỉ cần là đan sư tử đỉnh, nhất đỉnh cũng rất lợi hại rồi. Huyền Bình, lần này về đây con có thể ở được mấy ngày không? Ngô Bình, Sư Tôn, con vẫn phải quay về Cửu Dương Cảnh, tham gia đan hội Cửu Dương. Sau khi đan hội kết thúc, đệ tử sẽ quay lại ở lâu thêm một thời gian. Mạc Thiên Sầu nói, vậy thì tốt. Qua một thời gian nữa, Thái Chân Môn chúng ta sẽ đánh võ đài với tông môn hạng nhất, Cuồng Ma Tông. Trận chiến lần này liên quan đến một địa bàn rộng lớn. Nếu chúng ta có thể giành chiến thắng, địa bàn của Thái Chân Môn có thể tăng thêm một nửa. Ngô Bình, nơi đó có tài nguyên gì sao? Mạc Thiên Sầu, ừ, nơi đó có một di chỉ cổ cực lớn. Hơn nữa là thực địa. Nghe nói là lúc đại ngũ hành giới được mở ra, đã luyện hóa vào thời không của một vũ trụ chính trong đó. Ngô Bình, trưởng môn, mảnh đất tốt như thế, các nơi khác không muốn giành lấy sao? Mạc Thiên Sầu, tất nhiên họ rất muốn giành lấy nó. Sau khi lấy được di tích cổ này, Thái Chân Môn sẽ không lấy nó làm của riêng mà chia cho tất cả các thế lực lớn. Tất nhiên. Chỉ có những thế lực có mối quan hệ tốt với chúng ta mới được có tư cách có được nó. Ngô Bình gật đầu, trưởng môn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đánh bại đối thủ ở cuộc so tài này. Mạc Thiên Sầu, mặc dù tôi có lòng tin với cậu nhưng đối phương lại mời cao thủ đứng hạng đầu trong bảng cảnh giới âm dương tiên lôi, nên cậu cũng phải cẩn thận. Mặc dù Ngô Bình đã từng đánh bại người đứng đầu bảng ngũ hành nhưng anh chưa có cơ hội khiêu chiến với người đứng đầu bảng âm dương. Ngô Bình, đến lúc đó chắc hẳn bí anh của con sẽ trưởng thành đến bí thần, đánh bại đối phương không phải là chuyện khó. Tả Thiên Thu ngạc nhiên nói, bí anh sắp trưởng thành sao? Trong các tu sĩ bí anh ở đại ngũ hành giới, mấy chục hàng người mới có được một tu sĩ bí thần, có thể thấy khó khăn đến mức nào? Ngô Bình, vâng thưa Sư Tôn, chẳng lâu nữa con sẽ có bí thần. Tả Thiên Thu thở phào cười nói, nếu Huyền Bình có bí thần, vậy thì trận chiến này thắng chắc. Ngô Bình, trưởng môn, hiếm khi tôi về một chuyến, ngày mốt sẽ phải rời đi lại, hai ngày nay tôi luyện chế vài đan dược cho Thái Chân Môn cần đan dược gì chỉ cần nói với tôi. Mạc Thiên Sầu mừng rỡ, vậy thì tốt quá rồi. Huyền Bình, tôi có một phương thuốc, hai ngày tới cậu luyện chế một ít trước. Sau này nếu có thời gian, cậu luyện chế một ít. Tôi đã chuẩn bị tất cả các dược liệu xong rồi, đem hết đến cho cậu. Mạc Thiên Sầu lại không khách sáo với Ngô Bình, lập tức lấy rất nhiều dược liệu ra. Tả Thiên Thu, trưởng môn, Ngô Bình cần tranh thủ tu luyện, làm gì có nhiều thời gian để luyện đan. Tôi nghĩ mấy viên đan dược này mỗi tháng luyện vài lò là được rồi. Lò nào tốt thì đưa cho các đệ tử giỏi đó sử dụng, không cần quá nhiều. Ngô Bình cười nói, Sư Tôn, không sao ạ. Còn có thời gian để luyện chế một ít. Ba người vừa nói vừa cười chẳng mấy chốc đã đến đại điện của trưởng môn. Nói rồi Tả Thiên Thu dặn dò vài câu, sau đó có người đem mấy chục chiếc nhẫn chứa đổ đến,
nhận lấy một chiếc nhẫn, Mạc Thiên Sầu vung tay, hàng trăm hộp đựng thuốc xuất hiện trên mặt đất, trong mỗi hộp đều chứa một loại linh dược của vũ trụ chính, hơn nữa đa số đều là linh dược trên cấp 5. Ngô Bình cực kỳ ngạc nhiên hỏi, trưởng môn, mấy linh dược này ở đâu ra vậy? Mạc Thiên Sầu cười nói, Thái Chân Môn đã thành lập được lâu như thế rồi, cũng từng xuất hiện rất nhiều nhân vật tầm cỡ, vậy tại sao họ không tích trữ đồ gì cả? Đây là linh dược tích lũy cho đến nay, bây giờ giao lại hết cho cậu đấy Huyền Bình. Dù sao mấy dược liệu này để đó cũng vô nghĩa, chỉ có ở trong tay thầy luyện đan mới có thể phát huy giá trị. Ngô Bình hít sâu một hơi, anh biết Thái Chân Môn mạnh tay như thế vốn dĩ muốn dìu dắt sự trưởng thành của anh. Anh cúi đầu thật thấp cảm ơn trưởng môn. Tả Thiên Thu, con đừng khách sáo. Con càng mạnh thì bọn ta càng nở mày nở mặt, Thái Chân Môn cũng có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Sau này con là chỗ dựa của cả Thái Chân Môn, thế nên Thái Chân Môn sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng con. Chỉ cần môn phái có, con muốn lấy gì thì cứ lấy. Ngô Bình cười nói, đệ tử hiểu rồi. Nói chuyện một lúc, Ngô Bình lại quay về vườn thuốc. Anh lấy tất cả linh dược trong hơn 100 chiếc nhẫn chứa đổ ra rồi bỏ vào sách thuốc đại thiên. Sau khi làm xong, anh bắt đầu luyện chế đan dược cho Thái Chân Môn. Mạc Thiên Sầu đã đưa 36 phương thuốc, phần lớn là đan dược cấp 6 hoặc cấp 7, đôi khi có đan dược cấp 8, cấp 9. Ngô Bình mở lò luyện đan, hôm đó luyện chế được 8 lò đan dược. Buổi tối lại luyện chế thêm được 5 lò, mãi đến khi trời sáng mới được nghỉ ngơi một lúc. Sáng sớm, anh bắt đầu hấp thụ thần pháp chí tôn, anh nhận ra bộ thần pháp chí tôn này có tất cả 7 bước đều dùng đến đan dược. Bước đầu tiên, anh cần luyện chế một loại đan dược tên là đại tráng thần đan, hơn nữa cần luyện chế rất nhiều, nhưng dược liệu cần thiết cho đại tráng thần đan vẫn còn thiếu vài vị thuốc. Trong sách thuốc không có thuốc anh cần, Thái Chân Môn cũng không có. Anh cấp bách muốn luyện chế đan này, suy nghĩ một lúc anh quyết định đến Thiên Khanh. Lần trước anh lấy được không ít linh dược ở Thiên Khanh, lần này lại đến đó có lẽ có thể gặp được dược liệu anh cần. Thế là anh chuẩn bị đến Thiên Khanh lần nữa. Khi Ngô Bình đến Thiên Khanh vẫn giống như lần trước, anh nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang ở rìa sắp vào trong Thiên Khanh. Các tu sĩ này bình thường chỉ dám quanh quẩn ở vị trí trên 1.000 mét, xuống dưới nữa thì quá nguy hiểm nên bình thường họ không dám đặt chân xuống dưới quá sâu. Thế nhưng đồ càng tốt thì ẩn mình càng sâu nên cũng có không ít cường giả đi xuống sâu mấy ngàn mét tìm cơ duyên. Anh đang định đi vào Thiên Khanh thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi vang lên giữa không trung, công tử. Ngô Bình ngẩng đầu lên nhìn, một tia sáng rơi xuống, hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp, chính là Ninh Chức Tuyết lần trước đã giữ trái tim thiên địa ở chỗ anh. Nhìn thấy Ninh Chức Tuyết, Ngô Bình cảm thấy hơi chột dạ. Lúc tu luyện anh đã vô tình luyện hóa trái tim thiên địa vào trong bí thái, không biết giải thích với cô ấy thế nào. Khác với lần trước là Ninh Chức Tuyết không còn ăn mặc như đạo cô nữa mà mặc một bộ váy màu xanh, vô cùng xinh đẹp. Tiên tử Ninh, cô lại đến Thiên Khanh sao, anh mỉm cười chào. Ninh Chức Tuyết khẽ thở dài nói, thật ra tôi đến tìm công tử nhưng đến đây mấy lần mà công tử lại không có ở đây. Lúc nãy tôi đến Thái Chân Môn. Vị hắc tướng đó nói với tôi anh đã đến Thiên Khang. Ngô Bình, tiên tử Ninh đến tìm tôi mấy lần có phải gặp chuyện gì không, anh lo Ninh Chức Tuyết đến đòi lại trái tim thiên địa. Ninh Chức Tuyết hơi ngượng, vò góc áo nói, tôi đã đưa tam cửu thủy hỏa đan lần trước cho sư bá nói tình trạng của tôi vẫn chưa nghiêm trọng bèn không chia cho em gái tôi. Ngô Bình trợn mắt, chẳng phải trước đó tôi đưa riêng cho cô hai viên sao? Ninh Chức Tuyết cảm thấy uất ức, tôi cảm thấy khó xử khi thấy sư bá phân phát đan dược, có vài sư tỷ chưa được chia dược bèn lấy ra một viên, thế là sư bá hỏi tôi còn nữa không, tôi không dám nói dối nên đã đưa hết rồi. Ngô Bình không nói nên lời, cô này đúng là một người ngu ngốc, anh lại hỏi, nhưng dù thế nào, mấy viên đan dược đó cũng là do cô đem về, sư bá của cô không chịu chia cho em cô một viên à? Ninh Chức Tuyết cười khổ, sư bá nói cũng có lý, dù sao vấn đề em tôi gặp phải hiện giờ không nghiêm trọng bằng các sư tỷ khác. Ngô Bình cười mỉa, tiên tử Ninh à, vị sư bá này của cô không phải nhân phẩm có vấn đề thì đang cố ý nhằm vào chị em cô đấy. Ninh Chức Tuyết cúi đầu, cô ấy không ngốc, dĩ nhiên cũng biết rõ điều này.
Ngô Bình thấy cô ấy hơi buồn bực bèn an ủi, tiên tử Ninh, không sao đâu, quay về tôi sẽ luyện chế thêm một lò nữa cho cô. Mắt Ninh Trước Tuyết ngần ngấn nước, vô cùng biết ơn Ngô Bình, cô ấy thấp giọng nói, công tử, tôi không biết nên báo đáp anh thế nào. Ngô Bình bật cười, chúng ta là bạn mà, có gì mà cảm ơn này kia chứ? À phải rồi, tôi đang định vào Thiên Khanh, hay là chúng ta đi cùng nhé? Ninh Trước Tuyết gật đầu, cười nói, được. Hai người cùng nhau đi xuống Thiên Khanh, trên đường đi Ngô Bình hỏi về em gái của Ninh Trước Tuyết. Hai chị em cách nhau một tuổi, cô ấy tên là Ninh Trước Tuyết, còn em gái tên là Ninh Như Băng, họ vào tông môn cùng một năm để tu luyện. Sau khi đi được hơn 1.000 mét, Ngô Bình bắt đầu tìm kiếm xung quanh, không có ý định tránh né Ninh Trước Tuyết mà tiện tay mở Đại Thiên Dược Điển ra, sách thuốc vừa được mở ra, trên đó xuất hiện mười mấy đốm sáng. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, cười nói, khá đấy, quanh đây có không ít linh dược cao cấp. Ninh Trước Tuyết vô cùng bất ngờ hỏi, công tử, đây là bảo bối gì thế, lại có thể tìm được linh dược. Ngô Bình, ừ, đây là một món bảo bối chứa dược liệu. Nói rồi hai người đi về hướng một điểm sáng gần nhất. Sách thuốc này trước giờ chỉ hiện lên dược liệu cao cấp, có thể được nó chút ý thì chắc chắn phẩm cấp của cây dược này không cấp. Hai người lại đi xuống hơn 1.000 mét thì đến bên cạnh một tảng đá cực lớn. Tảng đá này hệt như bị rơi xuống từ trên trời, 1/3 cắm sâu vào trong lòng đất. Bên trên của tảng đá có một khe hở, bên trong mọc ra một cái cây nhỏ này cao không đến 1 mét. Vừa thấp vừa thô, nó có 5 nhánh, 3 nhánh trong đó lần lượt nở ra hoa màu vàng, hoa màu tím và hoa màu trắng, 2 nhánh còn lại rất sai quả, tất cả đều to bằng lòng đỏ trứng. Có 2 loại quả, một loại quả đen, vẫn chưa chín, một loại quả khác màu vàng, hình như đã chín, còn tỏa hương thơm nồng nàn, phảng phất bay ra xa. Ngô Bình đi về phía cái cây nhỏ, đi được chừng 10 mét thì bị một lực cực mạnh đẩy ra xa. Anh sửng sốt rồi đưa tay ra đẩy. Phát hiện phía trước có một bức tường vô hình ngăn cách anh ở bên ngoài. Ninh Trước Tuyết ấn bên bức tường nói, đây là kết giới duy độ, không gian trong tảng đá có thêm một duy độ. Thế là Ngô Bình sử dụng nhìn thấu vạn vật để quan sát. Quan sát một hồi anh cũng sững sờ, hóa ra không gian xung quanh tảng đá thuộc về một thế giới khác, tảng đá và cây nhỏ mà họ nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ trong thế giới đó. Hơn nữa, thế giới này có rất nhiều duy độ. Nhiều hơn cửu dương cảnh 3 duy độ. Ninh Trước Tuyết, cây thuốc này nhìn thì gần ngay trước mắt nhưng thật ra lại xa tận chân trời. Ngô Bình hừ một tiếng, tôi có thể nhìn thấy nó thì có thể hái được nó. Anh nhìn lướt xung quanh, hai tay bỗng ấn vào trong không khí, sau đó hai tay xé tan cánh cửa, dùng sức tách ra hai bên. Xoẹt. Như thể có thứ gì đó bị rách nát, sau đó anh tạo ra một con đường, cúi người chui vào. Ninh Trước Tuyết đứng bên ngoài trợn to mắt, há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy sau khi Ngô Bình đi vào thì bổ nhào xuống đất như đang phải chịu bị áp lực cực lớn. Thế nhưng hơn 10 giây sau, anh đã đứng dậy, đi đến bên cạnh tảng đá lớn như không có việc gì rồi mở Đại Thiên Dược Điển ra, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, tảng đá lớn và cây thuốc đều biến mất, bị ném vào trong sách thuốc. Tảng đá không còn nữa, kết giới xung quanh cũng biến mất. Ninh Trước Tuyệt vội chạy đến hỏi, công tử, anh không sao chứ? Ngô Bình lau mồ hôi nói, tôi không sao, chỉ tạm thời bước vào thế giới cao duy, tôi có thể chịu được. Đi thôi, các vị đi tìm vị thuốc thứ hai. Ninh Trước Tuyệt cực kỳ bái phục, công tử, cây thuốc này ít nhất là linh dược cấp 12 nhỉ. Ngô Bình, phẩm cấp của cây thuốc này chắc hơn hẳn linh dược, là chân dược. Anh đã học được rất nhiều kiến thức ở Ngạo Thế Đan Tông. Mặc dù đan dược ở vũ trụ chính có rất nhiều cấp bậc nhưng trên nó còn có một loại dược quý giá hơn gọi là chân dược. Chân dược cấp thấp chưa chắc đã có giá trị hơn đan dược cao cấp, nhưng chân dược là chân dược, cũng giống như hổ, hổ mới sinh không thể đánh thắng được một con dê núi, nhưng dù dê núi có to đến mấy thì cũng chỉ là động vật ăn cỏ thôi. Còn hổ có nhỏ đến đâu thì vẫn là loài ăn thịt. Ninh Trước Tuyết che miệng ngạc nhiên nói, chân dược. Ngô Bình gật đầu. Hơn nữa ít nhất là chân dược cấp 4. Chân dược có một đặc điểm, nó thường chỉ tồn tại trong thế giới duy độ cao, giống như cửu dương cảnh không thể cung cấp môi trường khắc nghiệt để chân dược phát triển. Trên đường đi tìm cây thuốc thứ hai,
Ngô Bình quyết định nói ra sự thật về trái tim thiên địa, anh nói, trước Tuyết, tôi rất xin lỗi. Lúc trước vì tôi ngưng tụ bí thái, trái tim thiên địa bỗng xông vào trong bí thái rồi trở thành trái tim của bí anh mất rồi. Ninh Trước Tuyết không thất vọng hay tức giận như trong dự tính mà ngược lại rất vui mừng, nói, vậy sao? Nói vậy thì thể chất của công tử vô cùng lợi hại, đến cả bảo vật mạnh như trái tim thiên địa cũng có thể hấp thụ, luyện hóa được, thật tốt quá. Ngô Bình, nhưng nếu vậy thì sư bá của cô sẽ không có được trái tim thiên địa rồi. Ninh Trước Tuyết bình thản đáp, trải qua chuyện này, tôi cũng đã hiểu ra được, ai cũng có phúc của riêng mình. Thiết nghĩ sư bá cũng có cơ duyên của ông ấy, một đệ tử còn con, thấp cổ bé họng như tôi cũng không giúp được ông ấy chuyện gì. Ngô Bình cười ha ha, tôi còn tưởng cô là một cô gái ngốc cơ đấy, thì ra cô không ngốc mà còn rất thông minh nữa cơ. Ninh Trước Tuyết nheo mũi, nói công tử, tôi không có ngốc đâu. Ngô Bình hỏi cô ta, Trước Tuyết, tôi nhớ lần trước cô mặc đồ đạo cô, sao hôm nay lại đổi sang đồ này? Ninh Trước Tuyết, bộ đồ đạo cô đó chỉ mặc lúc bế quan thôi, lần trước tôi không kịp thay. Ngô Bình, lần này cô ra ngoài thì ở lại đây chơi ít ngày đi. Hai ngày nữa tôi sẽ phải đến cảnh giới Cửu Dương, hay là cô đi cùng tôi đi? Ninh Trước Tuyết nghe nói đến cảnh giới Cửu Dương thì cười, hỏi cảnh giới Cửu Dương sao? Nghe nói ở đó có rất nhiều linh dược. Ngô Bình, ở đó còn có dược liệu luyện chế tam cửu thủy hỏa đan, vừa hay giúp cô luyện được đan dược, đem về cho em gái cô uống. Ninh Trước Tuyết gật đầu, công tử, tôi nghe nói cảnh giới Cửu Dương rất nguy hiểm, phải chăng chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ? Ngô Bình, không cần. Bây giờ tôi là đan sư tử đỉnh của Ngạo Thế Đan Tông. Ít nhiều cũng có chút địa vị ở đó, những thế lực bình thường sẽ không đụng đến chúng ta đâu. Ninh Trước Tuyết vô cùng kinh ngạc, Ngạo Thế Đan Tông. Trời ơi, không ngờ công tử lại là đệ tử của thế lực lớn như thế, còn là đan sư tử đỉnh nữa, lợi hại quá. Ngô Bình, Trước Tuyết, cô không cần gọi tôi là công tử nữa đâu, nếu như cô không chê thì hãy gọi tôi là anh Ngô được rồi. Ninh Trước Tuyết vội gật đầu, anh Ngô. Họ nhanh chóng đến gần giếng trời 3.000 mét, Ngô Bình đã nhìn thấy một đóa hoa nhỏ màu xanh lam trong đám đá trắng. Anh nhìn thấy đóa hoa nhỏ đó thì hai mắt sáng lên, anh nói, không ngờ lại bị mình bắt gặp. Thì ra bước tu luyện đầu tiên của Chí Tôn Thần Pháp cần luyện chế đại tráng thần đan, mà loại dược liệu này chính là dược liệu chính để bào chế ra đại tráng thần đan, tên là Lam Nguyên Thảo. Loại Lam Nguyên Thảo này hấp thụ sức mạnh của thiên địa cũng như sức mạnh ở vĩ độ cao. Có dược lực đặc biệt, là thứ mà đại tráng thần đan cần nhất. Ngô Bình vội bước qua, thu Lam Nguyên Thảo vào kho dược. Anh vừa mới cất kho dược vào thì nhìn thấy hai tu sĩ đang từ xa tiến lại, một trong hai người họ cầm một thứ có dạng la bàn trong tay, người còn lại thì cầm thanh kiếm dài. Hai người họ đều mặc đồ đạo, người râu bạc cầm la bàn có vẻ là một người trung niên, người cầm kiếm là một người trẻ tuổi. Hai người họ đến cách đó mấy chục mét. Tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy thứ họ cần tìm. Đạo nhân trung niên hướng mắt về phía Ngô Bình, hỏi, này đạo hữu, chỗ này từng có một cây dược liệu, có phải đã bị cậu nhổ đi rồi không? Ngô Bình bình thản đáp, tôi có nhổ hay không không liên quan gì đến ông. Người trẻ tuổi giận dữ nói, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được cây thuốc đó, anh mau giao nó ra, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ngô Bình, vậy sao? Anh định không khách sáo thế nào? Người đàn ông trung niên đưa tay ra hiệu cho người trẻ tuổi đừng nói nữa. Ông ta cười, nói, cậu bạn, cây thuốc đó vô cùng quan trọng với chúng tôi. Nếu như cậu đã lấy được thì tôi bằng lòng bỏ tiền ra mua lại. Ngô Bình, trùng hợp là loại thuốc đó cũng rất quan trọng với tôi cần dùng nó để luyện đan. Người đàn ông trung niên hơi thất vọng, nói, đúng thật là trùng hợp. Ngô Bình nhìn ra được tu vi của người đàn ông trung niên khá cao, chắc cũng là cảnh giới thần thông 3 hoặc 4. Tu vi cao như vậy mà ông ta lại không cưỡng đoạt, chuyện này làm anh khá bất ngờ. Người trẻ tuổi nóng ruột, nói, sư phụ, khó khăn lắm chúng ta mới tìm được đến đây, cứ thế mà bỏ cuộc sao? Người đàn ông trung niên bình thản đáp, không lấy được chứng tỏ chúng ta không có duyên với cây thuốc này, đến chỗ các tìm thử xem. Ấn tượng của Ngô Bình về người trung niên tốt hơn nhiều, anh hỏi, đạo hữu, ông cần tìm loại thuốc gì? Người trung niên quay lại,
cười, nói, một loại linh dược tên Lam Nguyên Thảo, loại thuốc này có thể nuôi dưỡng cho bí anh lớn mạnh, lúc con trai tôi tu luyện đã gặp chút vấn đề, cần có loại thuốc này để cân bằng. Ngô Bình, Lam Nguyên Thảo vốn có độc tố, không thể dùng trực tiếp được, nếu không trong vòng 4 đến 5 năm sẽ gặp tác dụng phụ không thể đoán được. Người trung niên ngây ra, tác dụng phụ sao? Có nghiêm trọng lắm không? Ngô Bình, tôi nghĩ cẩn thận vẫn tốt hơn. Người trung niên thở dài, tình trạng của thằng con tôi càng lúc càng nặng, tôi cũng hết cách rồi, chỉ đành dùng hạ sách này thôi. Ngô Bình, lúc nãy ông nói muốn mua cây thuốc này, tôi không thể bán cho ông được nhưng tôi có thể bán cho ông một viên đan dược có tác dụng còn tốt hơn cả Lam Nguyên Thảo. Người trung niên vui mừng, vội nói, vậy thì tốt quá rồi, chắc đạo hữu là thầy luyện đan cực kỳ lợi hại nhỉ. Ngô Bình, không dám nhận lợi hại, chỉ bình thường thôi. Người trung niên, không biết giá cả thế nào. Ngô Bình, đưa giá bằng một cây Lam Nguyên Thảo đi. Người trung niên nói, tôi từng nghe ngóng, thời gian trước có người bán đấu giá một cây Lam Nguyên Thảo, cuối cùng chốt giá ở mức 395 vạn tiền tiên. Thế này đi, tôi đưa cho anh 900 vạn tiền tiên, anh thấy thế nào? Ngô Bình, không thành vấn đề. Chiều nay hai vị hãy đợi tôi ở gần giếng trời, tôi sẽ đến tìm hai vị. Người trung niên vội chắp tay, cảm ơn, vẫn còn chưa biết tên tuổi của thần luyện đan đây. Tôi họ Ngô. Thầy Ngô, tôi họ Nhan, xin được chào tạm biệt. Ông ta nói xong thì dắt theo người trẻ tuổi rời khỏi. Khi hai người họ đã đi xa, người trẻ tuổi mới nói, sư phụ, con thấy người đó không thể tin được. Người trung niên nói, sao hả? Con nghĩ cậu ta sẽ lừa thầy sao? Con động não thử, người dám xuống dưới giếng trời sâu 3.000 mét mà là nhân vật bình thường sao? Người trẻ tuổi nói, chẳng phải chúng ta cũng đã xuống đây rồi sao? Người trung niên, chúng ta xuống được là vì có thầy, một mình con có dám xuống không? Người trẻ tuổi im lặng. Người trung niên tiếp tục nói, hơn nữa. Cậu ta nhìn thấy thầy cũng không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, chứng tỏ người này không hề sợ thầy. Người trẻ tuổi thán phục, đưa ngón tay trỏ lên, nói, vẫn là sư phụ có kinh nghiệm phong phú, nếu là con thì e là đã ra tay cướp rồi. Người trung niên hừ một tiếng, chúng ta càng tu hành thì càng nhát gan, đừng tùy tiện đẩy mình vào nguy hiểm. Con xem bây giờ tốt biết bao, người ta đồng ý bán cho thầy một viên đan dược có tác dụng còn hơn cả Lam Nguyên Thảo nữa. Anh ta thật sự là thầy luyện đan sao? Người trẻ tuổi vẫn chưa tin. Người trung niên nói, đứng cách rất xa thì đã ngửi thấy mùi thơm của rất nhiều đan dược trên người cậu ta. Mùi thơm đó không phải tiếp xúc với vài loại đan dược mà có được đâu mà là luyện đan nhiều năm, thường xuyên uống đan dược mới từ từ có được. Loại mùi thơm đó chỉ có thầy luyện đan giỏi mới có. Người trẻ tuổi bất giác thấy ngưỡng mộ, còn trẻ vậy mà đã trở thành thầy luyện đan tài giỏi. Người này có bản lĩnh thật. Người trung niên, chúng ta đi dạo vài vòng rồi quay lại gần miệng giếng trời chờ cậu ta. Mặt khác, Ngô Bình và Ninh Chức Tuyết tiếp tục hái thuốc. Họ lại hái được một mạch 10 cây thuốc, tuy không gặp được chân dược nhưng lại gặp được mấy loại linh dược trên cấp 9. Lúc này, hai người họ đã vào sâu trong giếng trời hơn 5.000 mét, mở kho thuốc, bên trên có mấy trăm điểm sáng dày đặc. Mỗi điểm sáng đều đại diện cho một loại dược liệu siêu phàm. Ngô Bình nhìn thấy trời đã không còn sớm nữa bèn nói với Ninh Chức Tuyết, chúng ta hái thêm 2 cây thuốc nữa rồi về. Ninh Chức Tuyết gật đầu, hai người đi về hướng mục tiêu tiếp theo. Chưa đi được bao xa, phía trước xuất hiện một vật thể phát sáng, thứ đó nhìn khá giống thủy tinh, cao hơn 2 mét, 3-4 người mới có thể ôm được nó. Ninh Chức Tuyết tò mò hỏi, đây là thủy tinh à? Không đúng, hình như nó đang chuyển động. Thủy tinh quả thật đang chuyển động, Ngô Bình bước đến lấy tay ấn vào, khá mềm hệt như kẹo bông gòn, chỉ là hơi cứng hơn một chút. Ngô Bình ngửi thử, thứ này có mùi thơm thoang thoảng. Thế là anh rút dao găm ra, cắt một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng, cảm thấy hơi ngọt, sau đó hàng chục loại dược lực tràn vào cơ thể anh chưa từng nhìn thấy loại nào trong số chúng cả. Anh mở to hai mắt. Cẩn thận cảm thụ những dược lực này vì những dược lực này rất mạnh, sắc mặt anh lúc đen, lúc đỏ, lúc trắng, lúc tím, cả người đôi khi cũng đổ mồ hôi, đôi khi lại run bần bật, thi thoảng tâm trạng cũng sẽ thay đổi.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Ngô Bình mới trở lại bình thường, anh cảm khái, 78 loại dược lực, mỗi loại đều có sự khác nhau, rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Ninh Chức Tuyết nói, anh Ngô, anh nói xem có khi nào nó là một miếng thịt không? Thịt, Ngô Bình ngạc nhiên, nhưng sau đó anh lại thấy có lý. Nếu đây là một miếng thịt thì sự phức tạp và mãnh liệt của những dược lực này cực kỳ có lý. Thịt của thứ gì đây mà có thể lợi hại như vậy? Nếu một sinh linh có bắp thịt mạnh như vậy thì chắc chắn nó là sự tồn tại siêu cấp lớn mạnh. Ngô Bình vừa nói vừa cho toàn bộ miếng thịt thủy tinh này vào túi chứa đồ của mình. Nhưng sau đó, anh lại tỏ ra đau đầu nói, dược lực trong miếng thịt này quá mạnh, phải làm thế nào mới có thể sử dụng nó để luyện đan nhỉ? Ninh Chức Tuyết cười nói, anh Ngô cứ ăn luôn như vậy chẳng phải được rồi sao? Ngô Bình lắc đầu, tất nhiên là có thể ăn, nhưng như thế lại lãng phí dược lực siêu phàm của nó. Chức Tuyết, cô có biết mỗi loại dược lực trong đó đều không thua kém gì dược lực của linh dược cấp 12 không? Ninh Chức Tuyết cũng sầu thay Ngô Bình, vậy thì phải làm sao? Mắt Ngô Bình bỗng lóe sáng nói, nếu là thịt thì có thể dùng làm phân bón, sau này tôi có thể dùng nó để nuôi một lô dược liệu, để mỗi loại dược liệu hấp thụ một loại dược lực. Như thế có thể lấy được tất cả dược lực, sẽ không lãng phí. Ninh Chức Tuyết vỗ tay nói, cách hay đấy, anh Ngô thông minh quá. Lấy được bảo bối như vậy rồi, Ngô Bình cũng không muốn hái thêm gì nữa, cười nói, Chức Tuyết, chúng ta đi lên thôi. Ninh Chức Tuyết gật đầu, ừ. Hai người đang chuẩn bị về thì đột nhiên có một quả cầu sấm chớp phát sáng xuất hiện giữa không trung cách mặt đất hơn 100 mét, nhanh chóng ngưng tụ ở bên ngoài mặt đất. Có một bóng người bỗng xuất hiện ở bên trong, người đó toát ra khí tức đáng sợ. Ngô Bình khá ngạc nhiên, túm lấy Ninh Chức Tuyết thấp giọng nói, đi thôi. Anh toàn lực sử dụng thuật độn, hai người biến mất trong chớp nhoáng. Khoảng nửa phút sau, quả cầu sấm chớp đó biến thành một luồng sương mù ánh sáng trắng, nó tản đi, một cánh cửa xuất hiện giữa không trung, cánh cửa mở ra, vài tu sĩ bước ra từ bên trong. Một tu sĩ trung niên trong đó mặc đạo y bát quái, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua mặt đất, sau đó cau mày nói, lạ thật đấy, rõ ràng lão tổ đã tính được nơi này có máu thịt thần linh rơi xuống, sao lại trống không thế này? Ông ta đáp xuống đất quan sát một lúc, sắc mặt thay đổi nói, có khí thức của con người, xem ra có người nhanh chân đến trước, lấy máu thịt thần linh đi rồi. Mấy người phía sau vô cùng ngạc nhiên, một người trong đó nói, sư huynh. Máu thịt thần linh này là do trời đất vũ trụ ban tặng, nếu không phải là người có vận khí lớn và cơ duyên lớn thì không thể gặp được nó. Đôi mắt tu sĩ trung niên hiện ra hai ngọn lửa màu xanh nói, máu thịt thần linh này không tầm thường, là vật hiếm thấy của bản giáo bồi dưỡng các thiên kiêu chí tôn, há có thể hai tay dâng cho kẻ khác. Nói rồi hai tay ông ta nắm vào trong không trung vài cái, miệng lẩm bẩm nói, sau đó siết chặt nắm đấm phát ra tia sáng màu trắng. Ngưng tụ thành một quang phù trong không trung. Ông ta nhìn quang phù nói, tôi đã thu thập thông tin của người này rồi, một khi quang phù này chỉ cách người đó 3.000 dặm thì nó sẽ phát sáng, hơn nữa sẽ chỉ rõ vị trí của người đó. Lúc này, ông ta nhìn một người thanh niên trong đám người nói, Hoàng Đô, con là người mà ta xem trọng nhất, vốn dĩ là ta muốn đưa một phần máu thịt thần linh này cho con sử dụng. Con cầm lấy quang phù này. Nhanh chóng tìm ra người này rồi đoạt lại máu thịt thần linh. Nếu con thành công, ta sẽ đưa 1/10 máu thịt thần linh cho con. Người thanh niên này thoạt nhìn rất bình thường, không lộ ra bất kỳ khí tức này nhưng khi nghe được những lời này, hắn bỗng thẳng người lên, cả người lập tức toát ra một luồng khí tức hung hãn, khinh thường mọi thứ, đôi đồng tử cũng biến thành màu vàng nhạt, một hình thái cực âm dương xoay chuyển màu đen trắng xuất hiện trong đồng tử. Sư tôn cứ yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ lấy máu thịt thần linh về. Ở một bên khác, sau khi Ngô Bình và Ninh Chức Tuyết ra khỏi Thiên Khanh, đầu tiên là để lại một lá bùa liên lạc với thầy trò người trung niên đang đợi ngoài Thiên Khanh, sau khi tạm biệt bèn nhanh chóng quay trở về Thái Chân Môn. Vừa về đến Thái Chân Môn, Ngô Bình cảm thấy có gì đó không ổn, bây giờ bí anh của anh cực kỳ nhạy cảm, anh lập tức biết có người đã bắt được khí tức của mình, còn sử dụng nó để giết sát anh. Anh cười mỉa nói, muốn tìm tôi à, không có cửa đâu. Sau đó anh nói với Ninh Chức Tuyết, Chức Tuyết, nếu cô đồng ý, bây giờ chúng ta sẽ đến Cửu Dương Cảnh.
Ninh Chức Tuyết, anh Ngô, sao lại đi vội như thế? Ngô Bình, đến đó rồi tôi sẽ nói rõ ràng, đi thôi. Sau khi nói vài câu với Hắc Tướng và Liễu Tam Tương, anh dẫn theo Ninh Chức Tuyết mở một cánh cửa ra, hai người bước vào, chẳng mấy chốc đã đi vào Cửu Dương Cảnh. Chưa đến nửa phút sau, một tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện bên ngoài Thiên Khanh, hắn nhìn quang phù trong tay, đang định đi tìm Ngô Bình thì quang phù đó bỗng không còn sáng nữa. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm, thế mà lại không còn ở trong thế giới này nữa rồi. Nhưng anh không thoát được đâu, trên trời dưới đất gì tôi cũng sẽ túm được anh lôi ra ngoài. Vội vàng đến Cửu Dương Cảnh, Ngô Bình nhận ra môi trường xung quanh rất xa lạ, ở phía trước không xa có một thị trấn nhỏ, anh bước đến nghe ngóng tình hình mới biết nơi này cách Ngạo Thế Đan Tông đến hàng chục ngàn dặm đường đi. Nếu đã quay về Cửu Dương Cảnh rồi thì Ngô Bình cũng không vội, cứ tự tốn đi cùng với Ninh Chức Tuyết. Cho đến lúc này, cô ấy mới có thời gian hỏi nguyên nhân, anh Ngô, có phải có người đuổi theo chúng ta không? Ngô Bình gật đầu, có người bắt được khí thức của tôi, thực lực của người này cao hơn tôi đoán có lẽ là cường giả hậu kỳ cảnh giới thần thông. Hơn nữa, đối phương vừa mới xuất hiện phía trên miếng thịt thủy tinh, chứng tỏ họ cũng đến vì nó. Từ đó có thể thấy miếng thịt thủy tinh mà chúng ta tìm thấy chắc chắn có lai lịch khá lớn, là một bảo vật hiếm có. Ninh Chức Tuyết cũng vui cho Ngô Bình, sư huynh, anh may mắn thật đấy, đi đến đâu cũng có thu hoạch lớn cả. Ngô Bình nhớ đến bài kiểm tra trong động thái chân của mình, thậm chí một câu nói của anh có thể ảnh hưởng đến những thay đổi của vũ trụ, điều này làm anh cảm thấy không thể tin được, xem ra vận may của mình khá manh. Còn Liễu Tam Tương, ông ta cũng nói sau này mình sẽ trở thành một người cực kỳ lợi hại. Anh cười nói, có thể là tôi may mắn chăng? Vì muốn đến kịp để tham gia đan hội Cửu Dương, Ngô Bình đi rất nhanh, trước khi trời tối anh đã dẫn Ninh Chức Tuyết về đến Ngạo Thế Đan Tông. Về đến nhà, Hồ Tông Linh ngồi chờ trong viện, vừa nhìn thấy Ngô Bình, ông ta vội vàng đứng dậy cười nói, công tử, cậu về rồi. Ngô Bình nói, lão Hồ, hai ngày tôi không ở đây có xảy ra chuyện gì không? Vậy mà Hồ Tông Linh lại gật đầu, công tử, có. Ngay ngày hôm qua, Ngạo Thế Đan Tông lại xuất hiện một đệ tử Song Tử Đỉnh. Ngô Bình rất bất ngờ, Song Tử Đỉnh sao? Là người mới à? Hồ Tông Linh, không phải người mới, người kia tên là Thái Văn Long, đã tiến vào Ngạo Thế Đan Tông hơn 5 năm, trước đây vẫn luôn bình thường không có gì nổi bật, chỉ là đệ tử Bạch Đỉnh. Nhưng cũng không biết vì sao, gần đây hắn ta đột nhiên vùng dậy, trình độ luyện đan mỗi ngày một tăng cao, nhanh chóng trở thành đệ tử Song Tử Đỉnh. Ngô Bình, sao một người có thể đột nhiên tăng nhanh như vậy? Hồ Tông Linh cười hắc hắc, công tử, chuyện khác thường ắt có gian tà, tôi nghe người bên ngoài ngầm bàn tán, có lẽ Thái Văn Long này đã trở thành ký chủ của một vị đại đan sư nào đó, thật ra hắn ta đã không còn là Thái Văn Long ban đầu rồi. Ngô Bình khẽ giật mình, nói, Đan Tông mặc kệ loại chuyện này sao? Hồ Tông Linh khẽ lắc đầu, đây chỉ là một loại suy đoán, chưa được chứng thực. Tông môn có thể làm gì? Hơn nữa một đệ tử tư chất bình thường trở thành thiên tài luyện đan chính là chuyện tốt đối với tông môn. Cho nên khả năng cao là tông môn sẽ không can thiệp, trái lại còn cung cấp cho Thái Văn Long thêm một chút tài nguyên. Ngô Bình, loại tình huống bị đoạt xá như thế này có thường xuyên xảy ra không? Hồ Tông Linh, loại chuyện này rất bình thường. Tôi nghe người ta nói. Ít nhất 1/10 đệ tử thiên tài trong Ngạo Thế Đan Tông chúng ta bị đoạt xá rồi. Ngô Bình, nhiều người bị đoạt xá như vậy, sao lại có nhiều luyện đan sư bị mất thân thể vậy chứ? Hồ Tông Linh, có một số đan sư tu hành gặp sự cố, hoặc bị sát hại, hoặc gặp tai kiếp, nhưng cũng có một số đan sư cố ý chém bỏ thân thể, đoạt xá tu hành lại. Chẳng lẽ chiếm thân thể của người khác để tu luyện sẽ tốt hơn dùng thân thể của chính mình tu luyện? Ngô Bình không hiểu. Lúc này Ninh Chức Tuyết nói, Ngô Đại ca, tôi nghe nói có một số người thiên phú tư chất vô cùng tốt, nhưng số mệnh lại bình thường. Cho dù những người này có cố gắng thế nào thì cũng khó mà đột phá bình cảnh. Thế là có một số người sẽ vứt bỏ đời này, làm lại từ đầu, đoạt xá trùng sinh, từ đó nghịch thiên cải mệnh, đột phá bình cảnh. Ngô Bình, hóa ra còn có loại thủ đoạn này. Lúc này Hồ Tông Linh mới hỏi, công tử. Vị cô nương này là Ngô Bình, cô ấy là Ninh Chức Tuyết, bạn của tôi,
về sau sẽ tạm thời ở lại chỗ này. Hồ Tông Linh tỏ vẻ tôi hiểu rồi, nói, được, tôi lập tức sắp xếp phòng cho Ninh cô nương. Thu xếp cho Ninh Trước Tuyết xong, Ngô Bình sai Hồ Tông Linh đi mua một số dược liệu, sau đó luyện chế ra một lò tam cửu thủy hỏa đan, đan thành tuyệt phẩm, cũng đưa hết cho Ninh Trước Tuyết. Tiếp đó anh lại lấy ra Lam Nguyên Thảo và một số dược liệu mình thu thập được, luyện chế đại tráng thần đan. Bởi vì chỉ có một cây Lam Nguyên Thảo, cho nên anh cũng chỉ có một cơ hội luyện chế. Để nâng cao chất lượng luyện đan, mỗi một loại dược liệu anh đều nếm thử một chút, sau đó tưởng tượng quá trình luyện đan trong đầu, phải đến 3 tiếng sau mới chính thức luyện chế đại tráng thần đan. Cũng may luyện chế đại tráng thần đan không khó lắm, cuối cùng một lò luyện ra 4 viên, tất cả đều là đan dược cực phẩm. Sau khi luyện thành đan dược, anh giao một viên cho Hồ Tông Linh, để ông ta cầm lá bùa kia đi đến đại ngũ hành giới một chuyến, giao đan dược này cho hai thầy trò kia. Hồ Tông Linh nhận lấy đan dược, lập tức đi làm. Sau đó, anh uống đại tráng thần đan, bắt đầu bước đầu tiên của chí tôn thần pháp, tráng thần. Tráng thần, nói trắng ra chính là tăng cường bí anh, trong đó còn có một bộ công pháp hoàn chỉnh. Ngô Bình uống một viên đại tráng thần đan, sau đó tu luyện công pháp tráng thần. Khoảng hơn 3 tiếng sau, anh kết thúc tu luyện, bí anh bản thân cũng tăng cường rõ rệt. Lúc này, Hồ Tông Linh cười ha hả trở về, giao 20 triệu đồng tiền cho Ngô Bình. Ngô Bình thoáng nhìn túi tiền, hỏi, không phải đã nói là 9 triệu à, sao lại trả tới 20 triệu? Hồ Tông Linh cười nói, công tử, cậu không biết đâu, người kia vừa nhìn thấy viên đan dược này đã kích động suýt thì quỳ xuống trước mặt tôi. Liên tục khen ngợi trình độ luyện đan của công tử vô cùng cao siêu, nói cả đời ông ta cũng chỉ được nhìn đan dược cực phẩm 2 lần. Ông ta còn nói, 9 triệu căn bản không mua nổi đan dược tốt như vậy, ít nhất cũng phải 30 triệu đồng tiền. Nhưng trên người ông ta chỉ có 20 triệu, thế là lấy hết ra mua đan dược. Còn nói có lẽ sau này còn phải làm phiền công tử, hy vọng công tử có thể nhớ kỹ ông ta. Đúng rồi, ông ta còn để lại một tấm danh thiếp. Ngô Bình cất danh thiếp lại, nói, người này cũng khá thú vị, về sau có thể qua lại. Buổi chiều, Ngô Bình dẫn Ninh Trước Tuyết đi ăn món ngon địa phương, buổi tối trở về, hắn lại tiếp tục tu luyện tráng thần, mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới hoàn toàn tiêu hao hết dược lực của đại tráng thần đan. Còn 2 viên, để ngày mai và ngày kia sử dụng, tiếp tục tu luyện. Anh thầm nghĩ, hôm nay chính là thời gian tham gia đan hội Cửu Dương. Anh sớm đã tìm được Minh Thiên và mấy vị sư huynh khác, cùng nhau tới tham gia đan hội Cửu Dương. Đan hội Cửu Dương này là một buổi triển lãm đan dược được tổ chức trên lãnh thổ Cửu Dương, luyện đan sư đến từ các nơi sẽ tụ tập ở nơi này, trưng bày đan dược sở trường nhất của mình. Trong đan hội Cửu Dương, nếu có thể lấy ra đan dược đủ quý giá, luyện đan sư sẽ vang danh thiên hạ, trở thành đan sư nổi tiếng. Đặc biệt là những luyện đan sư có đan dược lọt vào 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu của bảng xếp hạng đan dược, chắc chắn có thể vang danh xa gần. Đi tới đan hội, một đoàn người bay trên không trung, Ngô Bình nhìn thấy vô số những đỉnh núi nối tiếp nhau tạo thành một dãy núi to lớn, trên một số ngọn núi tụ tập không ít người, từ xa nhìn lại, người đông nghìn nghịt. Ngô Bình chưa từng tới, anh hỏi, ngọn núi phía trước chính là địa điểm tổ chức hội triển lãm đan dược sao? Minh Thiên cười nói, sư đệ, đó chỉ là đỉnh núi của một vị đan sư nổi tiếng, mà tất cả mọi người trên núi đều là đến vì vị đan sư nổi tiếng đó. Ngô Bình rung động không thôi, lẩm bẩm, nhiều người như vậy, lại chỉ đến vì một mình ông ta thôi sao? Minh Thiên, bên kia còn có luyện đan sư nổi tiếng hơn, trên núi chật ních không còn chỗ đứng, đó mới gọi là nhiều chứ. Ngô Bình nói, sư tỷ, vậy chúng ta cũng ở trên núi sao? Minh Thiên nói, chúng ta còn chưa có danh tiếng đến vậy, chỉ có thể tùy tiện chọn một địa điểm dưới núi để bày quầy hàng mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể lấy ra đan dược đủ mạnh, chúng ta cũng có thể bày quầy hàng ở trên núi, độc chiếm một đỉnh núi giống như đan sư kia. Chỉ thoáng chốc, Minh Thiên đã trông thấy một khoảng đất trống, nơi này rất lớn, mấy người có thể bày quầy hàng cạnh nhau. Đáp xuống mặt đất, Ngô Bình vung tay lên. Lập tức có một tòa lầu gỗ 2 tầng xuất hiện trước mặt mọi người, trong đó tầng 2 để luyện đan và cất giữ vật phẩm, tầng 1 làm sảnh trưng bày, cho mọi người tham quan.
mấy người Minh Thiên cũng lần lượt lấy ra lầu nhỏ thô sơ đã chuẩn bị từ trước. Ngô Bình lấy một số đan dược mình luyện chế ra trưng bày ở tầng 1. Hội triển lãm đan dược này kéo dài 3 ngày, anh cũng không vội vàng lấy ra đan dược cất dưới đáy hòm, lúc đầu chỉ lấy ra một số đan dược cấp 6 cấp 7 để trưng bày. Hồ Tông Linh và Ninh Chức Tuyết cũng bị anh gọi tới, phụ trách mấy việc như đón khách, giải thích đan dược. Sắp xếp ổn thỏa, anh đi tới gian hàng của mấy người Minh Thiên. Được Minh Thiên nhắc nhở, anh quyết định treo một tấm biển trước lầu nhỏ của mình, nhưng làm biển hiệu xong rồi, anh lại hơi do dự. Bởi vì anh cứ cảm thấy cái tên, Bách Vị Thảo Đường, này không mấy vang dội, bàn bạc với mấy người còn lại, cuối cùng mọi người đồng ý đổi tên thành Ngạo Thế Đan Đường. Cái tên này quả thật rất hay, hơn nữa vừa nhìn đã biết nó có quan hệ với Ngạo Thế Đan Tông. Chỉ là cái tên quá vang dội, trước đây bọn họ không dám dùng. Bây giờ có Ngô Bình gia nhập, mọi người đều vững tin hơn. Viết bảng hiệu xong, Ngô Bình trở về tầng 2 luyện đan. Lần này anh muốn luyện chế một loại đan dược đứng thứ 60 trong bảng linh đan, tiểu vô tướng đan. Luyện chế đan dược này không dễ, cũng may sau khi tu vi của Ngô Bình tăng lên, bí anh tăng cường rất nhiều, cho nên cũng không làm khó được anh. Khoảng 3 khắc sau, anh đã luyện chế ra lò thứ nhất, đan thành thượng phẩm. Anh đang định luyện chế lò thứ hai, tiếp tục nâng cao phẩm chất của tiểu vô tướng đan, chợt nghe thấy tiếng nói vô cùng hống hách từ dưới lầu truyền đến. Ai cho mấy người bày quầy hàng ở chỗ này? Mau cút đi. Ngô Bình lập tức xuống lầu, chỉ thấy Hồ Tông Linh đang tranh luận với đối phương. Trong đan hội cửu dương này, ngoài mỗi đỉnh núi ra thì mọi người đều có thể tùy tiện bày quầy hàng. Ông dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi đi? Ngô Bình liếc nhìn, người nói chuyện là một tu sĩ trung niên râu vàng. Bốn người đi theo phía sau ông ta đều có tu vi không thấp. Tu sĩ râu vàng cười khẩy, dựa vào cái gì? Dựa vào chúng tôi là Tử Đỉnh Môn, nổi tiếng trong giới luyện đan. Nếu mấy người không đi, vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Hồ Tông Linh và Ninh Chức Tuyết tức ứa ruột gan, mấy người Minh Thiên bên kia cũng chạy tới. Ngô Bình đi đến trước mặt mấy người, thản nhiên nói, Tử Đỉnh Môn gì cơ, chưa từng nghe tới. Đối phương sầm mặt lại, nói, chưa từng nghe tới. Tử Đỉnh Môn là một trong bốn môn phái đan đạo có trình độ luyện đan mạnh nhất thiên hạ ngày nay. Ngô Bình, môn phái đan đạo mạnh nhất, các ông tự phong à? Minh Thiên cũng nói, sư đệ nói đúng. Nếu thật sự là luyện đan sư của Tử Đỉnh Môn, sớm đã độc chiếm một ngọn núi, cần gì phải xuống dưới tranh đoạt địa bàn với chúng tôi chứ? Tu sĩ râu vàng hừ lạnh, nhanh mồm nhanh miệng. Đáng tiếc, cho dù mấy người nói cái gì, cũng không thể chiếm mảnh đất này, cút ngay. Bốp! Ngô Bình tát một phát lên mặt đối phương chính là một cao thủ bí cảnh tầng 9, vậy mà lại không hề có sức chống trả, bị tát ngã xuống đất, nửa bên mặt sưng tấy, răng cũng gãy mấy chiếc. Mấy người còn lại muốn ra tay, nhưng bị khí tức kinh người của Ngô Bình áp đảo, ai nấy đều lùi về phía sau, không dám tiến lên. Bây giờ nơi này là địa bàn của tôi, biết không? Còn để tôi nhìn thấy các ông, bản đan sư quất chết các ông. Đối phương vô cùng khiếp sợ, ông ta không ngờ thực lực của Ngô Bình lại mạnh mẽ như vậy, ông ta là một cao thủ bí cảnh tầng 9, vậy mà ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Mấy người kia cũng biết lợi hại trong này, không nói tiếng nào xoay người rời đi, cũng không biết có phải là đi gọi người hay không. Mấy người đi xa, Minh Thiên nói, sư đệ, nơi này thường xuyên xảy ra những chuyện tương tự. Thật ra cũng chỉ là cậy mạnh hiếp yếu. Đáng tiếc bọn họ không biết thực lực của sư đệ, vậy mới đá phải tấm sắt cứng. Ngô Bình, sư tỷ, không cần để ý tới bọn họ, tôi đi luyện hai lò đan dược đã. Dặn dò vài câu, anh lại trở về tầng trên, luyện chế lò tiểu vô tướng đan thứ hai. Giống như trong dự đoán của anh, lò thứ hai đạt đến cực phẩm. Khi anh cầm tiểu vô tướng đan thượng phẩm đi xuống tầng 1, phát hiện trong sảnh trưng bày của mình đã chật kín người, thậm chí bên ngoài còn xếp hàng dài, ai nấy đều muốn vào xem. Hồ Tông Linh và Ninh Chức Tuyết bận tối tăm mặt mày, khi thì giải thích đan dược này, khi thì nói rõ đan dược kia. Còn có một vài người muốn bỏ tiền đặt cọc luôn tại đây. Lúc này, anh nghe thấy có người bàn tán. Hiếm thấy, mặc dù đều là đan dược cấp 6 cấp 7,
nhưng trong đó lại có cực phẩm, điều này quả thật rất hiếm thấy. Đúng là hiếm thấy, có điều hơi đáng tiếc, nếu có một ít đan dược cấp 8 cấp 9 thì tốt rồi. Như vậy mới có thể tỏ rõ thực lực chân chính của vị đan sư này. Ngô Bình mỉm cười, gọi Ninh Trước Tuyết tới, để cô ấy trưng bày hai viên thái hư linh đan thượng phẩm xếp thứ 94 trên bảng linh đan ra. Nhìn thấy loại đan dược này, mọi người kinh ngạc thốt lên. Mau xem, đan dược trên bảng linh đan, hơn nữa còn là thượng phẩm. Chắc chắn trình độ của vị luyện đan sư này vô cùng cao minh. Đúng vậy, thái hư linh đan xếp thứ 94 có tiếng khó luyện chế, thế mà người này lại có thể luyện tới thượng phẩm, vô cùng bất phàm. Còn chưa xong đâu, ngay sau đó, Ngô Bình lại để Ninh Trước Tuyết trưng bày hai viên linh bảo huyền minh đan xếp thứ 91, hơn nữa nó còn là đan dược cực phẩm. Linh bảo huyền minh đan, nơi đây lập tức như ong vỡ tổ, hàng lối loạn hết cả lên, tất cả mọi người đều muốn chen vào nhìn xem dáng vẻ của đan dược cực phẩm. Hồ Tông Linh vội vàng đi duy trì trật tự, đồng thời nói, các vị đừng chen lấn, nhiều người quá, tiệm nhỏ không chứa nổi, mọi người xếp hàng tiến vào. Nghe vậy, Ngô Bình cũng cảm thấy tiệm này hơi nhỏ, thế là anh lại đặt một lầu nhỏ có dáng vẻ tương tự ở bên cạnh. Loại lầu nhỏ này có thể mở thông, đặt hai căn cạnh nhau cũng tương đương với nhân đôi diện tích. Sau khi mở thông vách tường tầng 1, sảnh tầng 1 lớn gấp đôi, như vậy có thể chứa nhiều người hơn. May mà lúc trước anh có để lại chỗ trống ở hai bên, như vậy có thể đặt ít nhất hơn chục tòa lầu nhỏ như thế này xuống. Trong khu vực mới tăng thêm, Ngô Bình lại trưng bày một số đan dược cấp 8 cấp 9, đều là đan dược gần đây anh luyện chế. Phẩm chất của những đan dược này đều rất tốt, đan dược thượng phẩm gần như kém nhất, đan dược thượng phẩm và cực phẩm chiếm phần nhiều, thậm chí còn có một số đan dược tuyệt phẩm. Trái lại là cửa hàng của mấy người Minh Thiên, mặc dù trước cửa cũng có người, nhưng đứng một lát lại bị bên Ngô Bình hấp dẫn, khiến trong sảnh trưng bày của bọn họ chỉ có vài ba người tham quan. Viên Định Chí đi tới, cười gượng, xem ra chúng ta không nên bày quầy hàng cạnh Ngô sư đệ. Minh Thiên cười nói, tôi cảm thấy rất tốt. Sư đệ chính là người của Ngạo Thế Đan Đường chúng ta, cậu ta càng nổi tiếng, đan dược của chúng ta càng đáng tiền. Viên Định Chí nói, đúng vậy, nhưng vẫn rất hâm mộ sư đệ. Đan sư lục đỉnh như tôi ở trước mặt cậu ta, quả thật không hề có cảm giác tồn tại. Minh Thiên, giữa người và người luôn có chênh lệch. Mặc dù bây giờ Ngô sư đệ là đơn tử đỉnh, nhưng đó là bởi vì cậu ta không cách nào tiếp tục tiến hành bình xét cấp bậc. Nếu như có thể bình xét cấp bậc, có trời mới biết bây giờ cậu ta là đan sư mấy đỉnh. Có thể là đan sư ngũ tử đỉnh, cũng có thể là đan sư lục tử đỉnh. Trương Phục Uy cũng đi tới, cười khổ nói, đan sư tử đỉnh cấp 6, nói ra cũng khiến người ta sợ mất mật. Phải biết rằng đan sư tử đỉnh cấp 5 đã tương đương với đệ tử thập đỉnh. Còn nếu là đan sư tử đỉnh cấp 6 thì đã vượt xa cấp bậc của thập đỉnh, không thể đem so bì với nhau. Sau khi cả hai sảnh chật kín người, Ngô Bình lấy ra viên tuyệt tâm đan thượng phẩm được xếp thứ 84 trong bảng xếp hạng linh đan. Ngoài ra còn có cả huyễn ngộ đan và kim long đan mà anh đã luyện chế cho Nam Cung Lệnh Nghi. Hai loại đan dược sau mặc dù không có trong bảng xếp hạng linh đan, nhưng giá trị của chúng vẫn cao hơn tuyệt tâm đan. Ít nhất chúng cũng thuộc top 70 loại đan dược hàng đầu. Rất nhanh, triển lãm đan dược của Ngô Bình đã gây chấn động. Rất đông tu sĩ tụ tập ở đây, bọn họ tiến lên chào hỏi Ngô Bình, hy vọng để lại một chút ấn tượng để sau này có cơ hội hợp tác. Lúc này, một đám người đi tới cửa, một người trong số đó chính là gã râu vàng trước đó bị Ngô Bình đánh cho chạy mất. Người cầm đầu là một tu sĩ trung niên mặc áo choàng màu lam. Để râu chữ bát và gương mặt toát ra vẻ chính trực. Khi nhìn thấy rất nhiều người trong đan lâu của Ngô Bình và một hàng dài người xếp bên ngoài, ông ta ngay lập tức biết rằng chủ nhân của nơi này là một đan sư vĩ đại. Ông ta không khỏi trừng mắt lườm gã râu vàng, nói có phải cậu nói dối không? Là cậu ức hiếp người khác trước, đuổi bọn họ đi đúng không? Gã râu vàng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn không ngờ Ngô Bình lại là một đan sư lợi hại như vậy. Một người như vậy nhất định sẽ có ảnh hưởng lớn trong tương lai, một nhân vật nhỏ bé ở tử đỉnh môn như hắn ta chắc chắn không thể đắc tội. Gã râu vàng vẻ mặt xấu hổ, nói, sư huynh, là em bảo bọn họ đi khỏi đó,
nhưng bọn họ cũng không thể đánh em được đúng không? Cái này chính là không coi trọng Tử Đỉnh môn chúng ta. Câm miệng, tu sĩ áo lam chừng hắn một cái, sau đó đi vào. Hồ Tông Linh ra hiệu cho ông ta xếp hàng, nhưng Ngô Bình đã bước tới và cười nói, vị đạo hữu này, mời vào. Tu sĩ áo lam đi vào xem một chút, sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng, nói, những loại đan dược mà các hạ luyện chế vượt xa khả năng của tôi, thực sự ngưỡng mộ. Ngô Bình, không dám, đạo hữu quá khen rồi. Tu sĩ áo lam, tại hạ là đan sư lục đỉnh đến từ Tử Đỉnh môn, từ chân nhất. Ngô Bình đáp lễ, ngạo thế đan tông, đan sư Tử Đỉnh Ngô Bình. Từ chân nhất vội vàng nói, thì ra là đan sư Tử Đỉnh, chẳng trách lại xuất sắc như vậy. Ngô Bình, đạo hữu khách sáo rồi, Tử Đỉnh môn hình như không có chi nhánh ở Cửu Dương. Từ chân nhất cười nói, không có. Dù sao đây cũng là địa bàn của ngạo thế thiên tông, chúng tôi sao có thể tới đây chứ? Ngô Bình đáp, Tử Đỉnh môn là một trong bốn môn phái luyện đan lớn nhất. Ngạo thế đan tông không thể so sánh cùng. Từ chân nhất xua tay, chúng ta đều biết sự thật, các hạ không cần phải tâng bốc Tử Đỉnh môn như vậy. Trên thực tế nếu luận về thực lực luyện đan, ngạo thế đan tông cũng không thua kém gì môn phái của chúng tôi, chỉ là đang thiếu một người thủ lĩnh. Ngô Bình không biết nhiều về những chuyện này, vì vậy anh đã mời Từ chân nhất lên tầng 2 uống trà và trò chuyện. Theo Từ chân nhất nói, đan sư mạnh nhất của ngạo thế đan tông cũng chỉ đạt đến cấp độ Tử Đỉnh cấp 5. Nhưng Tử Đỉnh môn của bọn họ có một đan sư Tử Đỉnh cấp 7 đứng đầu. Ngô Bình đáp, Từ huynh, môn phái của anh lấy tên là Tử Đỉnh, lẽ nào là có liên quan tới vị đan sư Tử Đỉnh cấp 7 này? Từ chân nhất lắc đầu, xem ra người anh em chưa biết lai lịch của cái gọi là Bạch Đỉnh, Hoàng Đỉnh, Thanh Đỉnh, Tử Đỉnh. Ngô Bình vội vàng nói, xin hãy giải thích giúp tôi. Từ chân nhất giải thích rằng các đan sư đầu tiên đã dùng đỉnh để luyện đan, cái đỉnh này được gọi là đan đỉnh. Với sự phát triển và cải tiến của kỹ thuật luyện đan, chất lượng của đan đỉnh ngày càng cao và dần dần được chia thành bạch đỉnh, hoàng đỉnh, thanh đỉnh, tử đỉnh. Trong số đó, chất lượng của bạch đỉnh là tầm thường, hoàng đỉnh thì trăm cái mới có một cái, thanh đỉnh quý giá nhưng không nơi nào bán, còn tử đỉnh thì chỉ người hữu duyên mới có được. Sau đó, các đan sư thế hệ sau đã sử dụng bốn cái tên Bạch Đỉnh, Hoàng Đỉnh, Thanh Đỉnh và Tử Đỉnh để đo lường tiềm năng và sức mạnh của một đan sư. Ngô Bình, vậy thì đan sư Tử Đỉnh trong giang hồ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ chân nhất cười nói, theo tôi được biết, tổng cộng không quá 10 người. Đương nhiên, người lợi hại nhất chính là trưởng môn phái Đan Đỉnh, người đó là đan sư Tử Đỉnh cấp 8. Ngô Bình, đan sư Tử Đỉnh cấp 8 thì quá lợi hại, chắc chắn tu vi của người đó cũng không hề tầm thường. Đương nhiên, người đó có tu vi đạo cảnh cấp 7. Sau khi trò chuyện vài câu, Từ chân nhất rời đi, nhưng trước lúc đi đã để lại một tấm thẻ ngọc để hai người có thể liên lạc với nhau. Từ chân nhất còn nói nếu Ngô Bình đến Tây Linh Thổ trong tương lai, thì nhất định phải liên lạc với mình. Sau khi tiễn Từ chân nhất, Ngô Bình xuống chào khách. Đã có rất nhiều người đặt hàng tại chỗ và Ninh Chức Tuyết đã ghi lại từng người một. Tất nhiên, cần phải đặt cọc để đặt hàng và số tiền này thường bằng 1/10 giá trị viên đan. Vào buổi chiều, chỉ riêng tổng số tiền đặt cọc đã vượt quá 3 tỷ đồng tiền. Trong đó, có không ít người đã đặt đan dược cấp 9, cấp 10. Thậm chí còn có người trực tiếp lấy ra công thức luyện đan để nhờ Ngô Bình luyện chế, giá cả thế nào tùy anh quyết định. Ngô Bình thấy đã có quá nhiều đơn đặt hàng, vì vậy anh bảo Ninh Chức Tuyết ngừng nhận đơn vào buổi chiều và chỉ tiếp tục triển lãm. Buổi chiều, anh lại đi tới đan lâu, đan dược tiếp theo anh muốn luyện chế chính là loại đan dược xếp hạng thứ 50, Phụng Thiên Đan. Phụng Thiên Đan này có thể tích lũy thiện ý trong đất trời và tăng khí vận của người sử dụng, độ khó luyện chế của nó khá cao. Nếu Ngô Bình có thể luyện ra loại đan dược này, nó nhất định sẽ lọt vào danh sách 3 viên đan dược hàng đầu trong đan hội Cửu Dương năm nay. Anh trước đó đã chuẩn bị rất lâu, hơn nữa có ngạo thế đan tông hỗ trợ, cho nên dược liệu đều đã thu thập đủ, nhưng luyện chế thành công viên đan dược này vẫn không hề dễ dàng. Anh không bắt tay vào luyện ngay mà trước tiên suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, dự đoán trước trong quá trình luyện hóa sẽ gặp phải vấn đề gì. Anh trầm tư suy nghĩ, trời tối lúc nào không hay.
mọi người cũng đã rời đi. Ngô Bình cũng quay trở lại Ngạo Thế Đan Tông cùng với Minh Thiên và những người khác. Sau khi trở về, Ngô Bình đi tới chỗ ở của Minh Thiên, anh nói, sư tỷ, đêm nay em sẽ luyện chế Phụng Thiên Đan, chị cảm thấy em có cơ hội tiến vào top 3 không? Minh Thiên vô cùng ngưỡng mộ anh, nói, sư đệ, nếu cậu luyện chế được Phụng Thiên Đan loại đan dược đứng thứ 50 trong danh sách linh đan thì đừng nói đến top 3, vị trí đầu tiên sẽ là của cậu. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ chuẩn bị một ngọn núi làm phần thưởng cho cậu. Ngô Bình chớp chớp mắt, thật sao? Viên Phụng Thiên Đan này có uy lực lớn như vậy sao? Minh Thiên, đương nhiên. Sư đệ, cậu biết lần trước là ai luyện chế được Phụng Thiên Đan không? Ngô Bình, ai vậy? Một vị đan sư tử đỉnh cấp 7. Sư đệ, nếu như cậu luyện chế thành công, chứng minh trình độ của cậu không thua kém gì đan sư tử đỉnh cấp 7. Khắp thiên hạ này có bao nhiêu đan sư tử đỉnh cấp 7 chứ? Đừng nói một ngọn núi, cho dù là 10 ngọn núi thì họ cũng sẵn sàng cho cậu. Ngô Bình, viên đan này em còn chưa luyện chế, thành công hay không còn chưa biết. Minh Thiên suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, sư đệ, trước kia cậu đã luyện chế ra được loại đan dược xếp thứ 60 là tiểu vô tương đan sao? Ngô Bình gật đầu, có, em có luyện rồi. Minh Thiên, vậy ngày mai cậu hãy cho trưng bày tiểu vô tương đan để xem hiệu quả ra sao. Nếu cần, ngày kia chúng ta sẽ trưng bày Phụng Thiên Đan. Ngô Bình, sư tỷ, ý của chị là cứ để lại đường lui. Minh Thiên gật đầu, ở đan hội Cửu Dương này, rất nhiều thế lực tranh đấu ác liệt. Cậu tốt nhất chưa nên thể hiện hết thực lực. Ngô Bình cười nói, được, em nghe lời chị. Trở lại nơi ở của mình, Ngô Bình thấy ở cửa đã đầy người đứng chờ. Hồ Tông Linh liếc nhìn đã biết nguyên nhân, nói, tài năng nổi bật của công tử ở đan hội Cửu Dương hôm nay đã được đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông biết đến, những người này đều tới để xin được thỉnh giáo. Ngô Bình, tôi không có thời gian để gặp họ, sau đó anh lập tức dùng thuật độn thổ, âm thầm đi vào bên trong. Tiếp theo, Ngô Bình bắt đầu chính thức luyện chế Phụng Thiên Đan. Vì đã tính toán kỹ càng từ trước nên lần này luyện đan tương đối thuận lợi, luyện chế lò thứ nhất hết 2 giờ. Chỉ là lò thứ nhất đang ở giai đoạn thăm dò, chất lượng của đan thành phẩm chỉ ở mức trung bình, mới đạt tới trung phẩm. Anh uống thử đan dược, ý thức được điểm thiếu sót bên trong viên đan này, sau đó tiếp tục luyện chế lò thứ hai. Lần này, anh đã bù đắp một số thiếu sót trong lần luyện đan trước, đan thành phẩm đạt tới thượng phẩm. Phụng Thiên Đan là đan dược cấp 10, lại còn là đan thượng phẩm cực hiếm, nhưng Ngô Bình vẫn chưa hài lòng. Anh muốn luyện chế Phụng Thiên Đan cực phẩm, hiện tại anh vẫn chưa làm được, bởi vì việc đó yêu cầu rất cao về tu vi. Sau khi luyện chế xong lò Phụng Thiên Đan thứ hai, vẫn còn sớm nên anh lấy đơn hàng nhận được ra, luyện chế 5 lò đan dược. Những đan dược này bao gồm đan dược cấp 6 và đan dược cấp 8. Luyện đan xong, anh nghỉ ngơi một lát, khi trời vừa sáng, anh cùng Minh Thiên trở lại đan hội Cửu Dương. Khi quay lại vị trí hôm qua của mình ở đan hội, Ngô Bình đã thấy mọi người đang tụ tập xung quanh quầy hàng của mình, nhiều người trong số họ là những tu sĩ cao thâm. Có thể thấy rằng những người này đã đến từ sớm để đợi anh. Sau khi anh đáp xuống đất, một tu sĩ mặc áo đỏ tiến lên cười nói, Ngô Đan Sư, tôi là một trong những người phụ trách triển lãm, Vu Minh Kính. Theo lệnh của lão tổ, tôi đến để báo với Ngô Đan Sư một tin tốt. Sau khi thảo luận với các trưởng lão, chúng tôi quyết định sẽ dành đỉnh Linh Vân phía trước làm nơi luyện đan cho đan sư. Ngô Bình khá ngạc nhiên, anh vốn tưởng rằng sau khi đưa ra đan dược xếp hạng thứ 60 thì đối phương mới cho anh một ngọn núi chứ không ngờ tới việc được nhận nó ngay lúc này. Anh chắp tay nói, cảm ơn, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Sau đó, anh nói với mọi người, đan lâu tiếp theo sẽ chuyển đến đỉnh Linh Vân, tôi sẽ đi trước. Dứt lời, anh hóa thành một tia sáng bay tới ngọn núi cách đó không xa. Đỉnh Linh Vân có phong cảnh đẹp và diện tích khá rộng, Ngô Bình đặt đan lâu của mình trên một mảnh đất bằng phẳng trên đỉnh núi và mời Minh Thiên và những người khác cũng mở cửa hàng ở đây. Tất nhiên, để phân biệt với Ngô Bình, Minh Thiên và những người khác đã cố ý đặt cửa hàng trên sườn đồi. Mặc dù vậy, lưu lượng khách hàng của họ cũng tăng đột biến, hơn hàng chục lần so với trước đây. Cửa hàng của Ngô Bình đã được chuyển lên núi,
nơi này lớn hơn và có thể chứa nhiều người. Vì lý do này, Ngô Bình cũng đã mở rộng quy mô của cửa hàng nhiều lần, đồng thời lấy ra một tòa nhà lớn hơn tòa đan lâu ban đầu gấp 10 lần, đặt nó trên đỉnh núi và bố trí một số tòa nhà nhỏ xung quanh nó làm địa điểm cho khách uống trà. Tòa nhà chính có 3 tầng, mỗi tầng rộng tới vài nghìn mét vuông. Nhưng dù vậy, nơi đây vẫn đông nghịt người, chỉ Ninh Chức Tuyết và Hồ Tông Linh không đủ để duy trì trật tự ở đây. Lúc này, một nhóm người mặc đồng phục của đệ tử Ngạo Thế Đan Tông bước vào, họ lần lượt hành lễ với Ngô Bình. Ngô Đan Sư, chúng tôi đến đây theo lệnh của trưởng lão, xin Ngô Đan Sư cứ ra lệnh cho chúng tôi. Ngô Bình biết đó là do tông môn của anh biết anh đã có chỗ đứng ở đây nên đặc biệt phái người tới giúp đỡ. Anh gật đầu, vậy thì cảm ơn mọi người. Khi có nhiều người hơn, trật tự được bảo đảm. Lúc này, trong đám người có người nói lớn, Ngô Đan Sư, không biết hôm nay Đan Sư có đan dược mới cho chúng tôi mở rộng tầm mắt không? Ngô Bình cười nói, hôm nay có đan dược mới. Sau đó, anh lấy ra viên tiểu vô tương đan rồi sai người đặt nó ở vị trí dễ thấy hơn. Đan dược vừa ra, mọi người lần lượt vây quanh, trong đó có rất nhiều đan sư cũng tới xem náo nhiệt. Đây là loại đan dược xếp thứ 60 trong bảng xếp hạng linh đan, tiểu vô tương đan. Có người tinh mắt lập tức nhận ra. Lại còn là đan cực phẩm, thật đáng kinh ngạc. Nếu có thể luyện chế tiểu vô tương đan đến cực phẩm, Ngô Đan Sư trình độ có lẽ không thua kém đan sư tử đỉnh cấp 5. Nếu không thì làm sao họ lại mời Ngô Đan Sư lên ngọn núi này? Mọi người đều biết, có thể độc chiếm một ngọn núi, trình độ luyện đan ít nhất phải đạt tới trình độ đan sư tử đỉnh cấp 5. Điều này cho thấy, Ngô Đan Sư còn có trình độ cao hơn cả đan sư tử đỉnh cấp 5 ấy chứ. Lúc này, Ngô Bình lấy ra một số đan dược mà anh đã luyện chế và nói, tôi đã hoàn thành một số đơn đặt hàng ngày hôm qua, xin vui lòng đến và nhận đan dược khi được gọi tên. Mọi người nhìn thấy đan dược mà Ngô Bình lấy ra đều là đan dược cấp 5, cấp 6 thậm chí là cấp 8 thì không khỏi ghen tị, không ít người vội vàng chạy tới đặt hàng thêm ngay lập tức. Ngô Bình, xin lỗi mọi người, đơn đặt hàng quá nhiều nên chúng tôi tạm thời không nhận đơn đặt hàng nữa. Nếu cần thì mời mọi người ngày mai quay lại. Lúc này, trên một tảng đá lớn bên ngoài đan lâu, một già một trẻ nhìn biển người, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng ganh tị. Ông già mặc một chiếc áo choàng sặc sỡ hoa lá, tóc thắt thành bím lớn và có một dải dây băng đỏ quanh eo. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo choàng màu vàng, mái tóc húi cua, đôi mắt mảnh và dài. Ông già nói, con nhìn xem, cậu ta cũng không lớn hơn con mấy tuổi. Vậy mà đã lợi hại như vậy. Cậu thiếu niên cũng chưa chắc đã lợi hại hơn con đâu. Sư phụ, con không vừa mắt anh ta, con muốn tới gặp anh ta so tài. Ông già liếc mắt nhìn cậu thiếu niên, con chắc chứ? Người này có trình độ luyện đan không tồi. Nếu con chịu thiệt, ta cũng không giúp được con. Người thanh niên cười he he và nói, sư phụ nhìn thấy đồ đệ thua bao giờ chưa? Ông già cũng cười, muốn đi thì đi thôi. Lúc này Ngô Bình đang sắp xếp thêm một số loại đan dược vào quầy trưng bày. Qua mấy phút, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, Ngô Đan Sư có trình độ luyện đan rất lợi hại. Kẻ bất tài này muốn cùng đan sư tỉ thí có được không? Mọi người nghe có người dám nói như vậy thì đổ dồn ánh mắt về phía đó, kết quả là thấy một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo choàng màu vàng có thêu 6 chiếc đỉnh ba chân nhỏ màu tím. Đan sư tử đỉnh cấp 6. Mọi người cả kinh kêu lên. Luyện đan sư tử đỉnh cấp 6 rất ít, nhưng người này vẫn là một cậu thiếu niên. Mới là một thiếu niên đã đạt được thành tích như vậy thì khi lớn lên sẽ còn thế nào nữa? Ngô Bình cũng nhìn về phía cậu thiếu niên. Đây là địa bàn của anh, bị người khác tới khiêu chiến, anh đương nhiên không thể lùi bước nên thản nhiên nói. Nếu như cậu muốn so tài cùng tôi thì đương nhiên là được, nhưng không biết cậu muốn tỉ thí gì. Ngô Bình gật đầu, trước lúc đó, tôi sẽ đưa toàn bộ người nhà và bạn bè tôi đến đại ngũ hành giới, như vậy tôi cũng dễ gặp mặt họ hơn. Liễu Tam Tương bảo, công tử không cần gấp gáp, chờ cậu đạt đến thần thông rồi đón người nhà cũng không muộn. Ngô Bình đáp, ừ, sau khi đạt cảnh giới thần thông, tôi mới có đủ năng lực bảo vệ họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.